Rồi, thứ nhất là mình đi nghiên cứu cái khái niệm về biến ngẫu nhiên á. Biến ngẫu nhiên. Thì trước tiên chúng ta đọc cái định nghĩa một nè, đó là biến ngẫu nhiên là cái đại lượng ngẫu nhiên, hay đại lượng ngẫu nhiên là một cái đại lượng bằng số mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả phép thử. Thì các cái biến ngẫu nhiên thì mình sẽ ký hiệu bằng các cái chữ cái in hoa là x, y, z ha. Thì các em lưu ý đó là các em phải phân biệt được cái khái niệm, cái phân biệt về khái niệm giữa biến ngẫu nhiên và biến cố ha, phân biệt hai cái khái niệm đó. Thì ở chương 1 thì mình nghiên cứu về biến cố ha. Thì để làm rõ mối liên hệ, mối quan hệ giữa biến ngẫu nhiên và biến cố đó, thì các em càng xem kỹ lại cái khái niệm về cái khái niệm của hai khái niệm đó. Thì về về mặt toán học đó thì mình định nghĩa cái biến ngẫu nhiên đó, nó là một cái hàm. Một cái hàm này nó đi từ cái không gian mẫu của phép thử sang cái trục số thực R. Và sao cho những cái tập mà nó có dạng thế này, tức là tập hợp tất cả các cái omega, tức là các biến cố sơ cấp đó nằm trong không gian mẫu, sao cho x omega bé hơn bằng x là một biến cố. Thì những cái tập như thế này nó là biến cố, thì lúc này ta gọi cái hàm này nó là biến ngẫu nhiên. Như vậy thì về bản chất á, cái biến ngẫu nhiên là một hàm, còn biến cố là một tập hợp ha. Thì bây giờ khi mà mình tiến hành phép thử nè, mình tiến hành phép thử không, mình tiến hành phép thử thì mình sẽ được một cái không gian mẫu omega, không gian mẫu omega. Thì trong cái không gian mẫu này đó nó có những cái tập con là A, B, rồi C, thì mấy cái này mình gọi là biến cố. À, cái này mình gọi là biến cố. Thì trong cái A, B, C này đó nó có những cái phần tử, nó có những cái phần tử này. Đó. Vậy bây giờ những cái phần tử này nó có khi là số, có khi là chữ. Đó, mình gọi tên đó, thì nó có khi là số, có khi là chữ, không? Thì bây giờ mình bằng cách là mình sẽ ánh xạ những cái phần tử này qua cái trục số thực. Ở đây là trục số thực. Trục số thực R. À, trục số thực R này. Bây giờ mình sẽ ánh xạ cái mỗi cái phần tử này qua bên trục số thực như thế này. Số số 2. Cái này ánh xạ qua thì nó ra cái số trừ 1 gì đó. Thấy không? Tức là mình sẽ gắn mỗi phần tử ở bên, bất kỳ phần tử nào ở bên omega mình cũng gắn gắn số cho nó hết. Gắn số cho nó. Như vậy. Thì cái cách gắn số này mình gọi là if. Và mỗi cách gắn số này mình gọi là một cái hàm hay là một ánh xạ, thấy không? Thì if này nó là biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên. Đấy. Thì em sẽ phân biệt được là biến ngẫu nhiên và biến cố. Thì biến cố thực chất nó là gì? Biến cố nó là tập hợp, còn biến ngẫu nhiên thực chất nó là hàm, không? Đấy. Thì bây giờ theo cách định nghĩa biến ngẫu nhiên á, thì nếu x là biến ngẫu nhiên, là biến ngẫu nhiên, thì cái tập hợp, tất cả những cái tập hợp, những cái omega nhỏ, mà tức là những cái điểm mà nằm ở trong cái không gian mẫu này nè. Đó. Rồi sao cho cái x qua cái ánh xạ x này nó sẽ biến omega thành một cái số nhỏ hơn, cái số a nào đó. Không? Thì cái tập nguyên cái tập này mình ký hiệu là tập a, tại vì nó là tập con omega mà. Không? Thì cái này là cái này nó trở thành là biến cố lại. Không? Thì tập hợp tất cả những cái điểm trong không gian mẫu mà để cho cái qua cái biến ngẫu nhiên x này, thì giá trị của cái omega này nó nhỏ hơn a, thì cái tập này nó chính là một cái biến cố. Như vậy thì
mình phân biệt được biến biến cố và biến ngẫu nhiên, đúng không? Nhưng mà khi về biến ngẫu nhiên nó nhận một cái giá trị từ cái số A nào đó trở xuống hoặc là bằng số A nào đó thì nó gọi là biến cố, đúng không? Và cái biến cố này đó mình sẽ ký hiệu là x bé hơn a, x bé hơn a, mình ký hiệu thế này. X bé hơn a có nghĩa là tập hợp những cái omega nằm ở trong cái không gian mẫu để cho cái x mà tác động lên cái omega nhỏ đó đó nó bé hơn cái chữ a này. Đấy. Và ở đây nó chính là biến cố a. Đấy. Như vậy thì nếu x là một cái biến ngẫu nhiên và thì x nó nhận một cái giá trị nào đó thì nó trở thành một biến cố. Không? Đấy thì đó là mối quan hệ giữa biến ngẫu nhiên và biến cố. Ở đây thì có nhiều em thì thầy thấy là khi mà nó học xong rồi nó không nhớ gì cả và nó thường nhầm lẫn giữa khái niệm biến ngẫu nhiên và biến cố. Em phải nhớ cái bản chất nữa đó. Phải nhớ bản chất cái đó thì cái biến ngẫu nhiên đó nó là một cái hàm. Còn biến cố nó là tập hợp. Và khi biến ngẫu nhiên x đó là mình khống chế cho biến ngẫu nhiên x thì nó nhận một cái giá trị nào đó thì nó trở thành biến cố. Đó là biến ngẫu nhiên và mối quan hệ giữa biến ngẫu nhiên và biến cố. Ở đây là một số cái ký hiệu viết tắt về biến ngẫu nhiên. Thì em thấy đây biến ngẫu nhiên ở đây là omega, tức là biến cố sơ cấp. Một biến cố sơ cấp nào đó nó nằm ở trong không gian mẫu mà thông qua cái ánh xạ X này cái giá trị của omega, giá trị của X omega này nó nhỏ hơn cái chữ X nhỏ này. Lúc nãy thầy ký hiệu chữ này là chữ A nè. Đó, ký hiệu chữ A. Thì cái tập hợp cái này đó, tập hợp này mình viết là X nhỏ hơn X X bé hơn X nhỏ. Bé hơn X nhỏ, không? Rồi nếu như chỗ này mình thay bằng chữ A thì chỗ này mình ghi thay bằng chữ A. Đó. Rồi nếu như chỗ này mình thay bằng chữ M thì ở đây mình ghi X bé hơn bằng M. Rồi nếu như chỗ này mình thay bằng chữ B thì chỗ này thay bằng B, thấy không? Đấy, đại khái rồi đấy. Thì một số ký hiệu viết tắt này các em phải lưu ý không? Nói tóm lại là mình ghi là x, x là biến ngẫu nhiên, k là một cái khoảng hay một cái đoạn hay một cái tập số thực rồi đó. Thì mình ghi là x thuộc k, có nghĩa là tập hợp những cái điểm mẫu hay là cái biến cố sơ cấp nằm trong không gian mẫu omega để x omega thuộc vào cái khoảng k này. Thấy không? Như vậy thì em phân biệt nè. Cái tập này đó, cái tập này là nó không phải là tập số thực mà tập này là nó là tập con của không gian mẫu, tập con của không gian mẫu omega. Tại vì mình có một cái ánh xạ thì đi từ 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 cái này là từ omega sang x, cái này từ omega sang tập số thực r, sang tập số thực r. Đấy. Vậy thì x thuộc k nó chính là tập con trong đây này, x thuộc k nằm đây. Còn cái k là nó thuộc r nha, k là thuộc r, k này thuộc r nè, k là tập con ở trong r, còn x thuộc k nó lại là nằm ở trong cái omega này, lưu ý gì đấy. Thì bây giờ mình xét một cái định lý là nếu x y là các biến ngẫu nhiên trên cái không gian mẫu omega và ab là các hàng số thì mình sẽ có các cái kết quả sau đây: ax cộng bi, rồi x trừ y, x nhân y, rồi x chia y với y khác không, rồi min của x y hoặc là max của x y cũng là các biến ngẫu nhiên trên omega. Còn nếu g là một cái hàm liên tục trên r và thì cái g không x nó cũng là một cái biến ngẫu nhiên trên omega. Thì trong các định nghĩa biến ngẫu nhiên là như thế này, thì cái này nó gọi là tập xác định nha, giống như hàm số rồi đó, thấy không? Tập xác định thì các em nào học toán mới vừa học toán phổ thông vừa rồi đó thì mình biết là tập xác định là gì, rồi tập giá trị là gì. Cái này là tập giá trị nữa nè, thấy không? Không, nó là tập chứa tập giá trị, cái này nó chứa tập giá trị, tập giá trị. Còn cái này thì chắc chắn là tập xác định, không?
Nhưng mà cái hàm này nó không phải là hàm số, tại vì cái omega này đâu phải là tập số. Omega này có khi nó là tập hợp các cái chữ cái, không? Cho nên là mình không gọi là hàm số được, mình chỉ gọi nó là hàm thôi. Đây, bây giờ thầy lấy ví dụ nè. Bây giờ em gieo một cái con xúc xắc đồng chắc 2 lần, thế mình sẽ gọi x, rồi x là cái biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên thì viết tắt là BNN, chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu. Còn y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần sau. Đấy, thì bây giờ đó em xác định cho thầy miền giá trị của x nó là cái gì, miền giá trị của y nó là cái gì. Đấy, bây giờ em coi lại cái định nghĩa này. Biến ngẫu nhiên là một cái đại lượng bằng số không, mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên thì theo kết quả phép thử mình ký hiệu là biến ngẫu nhiên là các chữ cái in hoa. Thì thường là chúng ta sẽ học theo cái định nghĩa một này thôi. Đấy, còn định nghĩa hai về nó là về mặt toán học thôi. Thì mình tham khảo thôi. Đấy, về miền giá trị của biến ngẫu nhiên x thì mình ký hiệu là IMX, thấy không? Thì nó là tập hợp tất cả các giá trị của x. Như vậy thì ở đây đó thầy có cái ví dụ nè. Gieo đồng xu cân đối đồng chất 2 lần thì ký hiệu x là số lần mặt sắp xuất hiện ha. Thì khi đó miền giá trị của biến ngẫu nhiên này nó là gì, 012. Bây giờ thầy có thể viết ra như thế này. Bây giờ khi mà em gieo đồng xu cân đối đồng chất 2 lần thì không gian mẫu của phép thử nó là cái gì, bạn nào nói được? Nguyễn Thị Bích Thủy. Dạ thầy. Em xem cái ví dụ 2.1 là em thầy. Rồi em cho mình biết khi mà mình gieo đồng xu cân đối đồng chất 2 lần thì không gian mẫu này nó gồm có những kết quả nào? Hay là 1 1 đến 6. Gì? Đồng xu, đồng xu. Đồng xu. Dạ đồng xu là mặt sắt với mặt ngửa. Nhưng mà gieo 2 lần. 2 lần thì nó Gieo có mấy kết quả? hay là có 4 kết quả. Nếu 2 lần mặt sắp thì mình ký hiệu sao? 2 lần mặt sắp. 2 lần mặt sắp phải mình ký hiệu là ít ít như thế nào? Dạ ít ít. Rồi, rồi còn kết quả nào nữa? Ngộ ngộ Ngửa là n n n n n gì? n N N 2 lần mặt ngửa hết. n n S N dưới gì? n. N rồi, đúng rồi, chính xác. Đấy, thì bây giờ ở đây là mình nói x là biến ngẫu nhiên chỉ số mặt sắp xuất hiện. Cái này số mặt sắp xuất hiện là số mấy em? Mấy mấy mặt sắp? Dạ, hai. Đây là số 2. Còn chỗ này mấy? Hai luôn. Mặt sắp, mặt sắp. A1. Có mặt sắp nào không? N N không có chữ Dạ S nào hết không. thì Không ghi có số mặt sắp. 0 đúng không? Rồi cái chỗ này Dạ. SN là mấy 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 chữ S đây, mấy mặt sắp Một. đây. Một, Dạ một. cái này Cũng một. một luôn. Như vậy thì mình thấy cái miền giá trị mà biến ngẫu nhiên này nó chỉ ra đó thì nó gồm có 0 nè, 1 nè, 1 nè, 2 nè. Vậy thì miền giá trị của nó mình ghi là IMX là bằng 0 1 2. Chỗ này hiểu chưa? Đấy, chỗ này các em hiểu chưa? Đó, cái ví dụ như thế này nè, về biến ngẫu nhiên nè. Em phải nắm ha. Rồi. Đó, bây giờ cái ví dụ 2. Ví dụ 2 mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc không? Người ta không nói gieo mấy lần hết, ta nói chỉ gieo thôi thì mình hiểu nó là gieo một lần. Thấy không? Và mình gọi y là biến ngẫu nhiên chỉ gì? Số chấm xuất hiện. Thì lúc này cái miền giá trị của y là gì? 1 2 3 4 5 6. Chỗ này hiểu ha? Rồi.
Rồi mình xét cái tiếp cái ví dụ tiếp theo nè. Quan sát số người đến siêu thị Vincom trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30, tức là nửa tiếng đồng hồ. À, số người đó mình ký hiệu là chữ X. Thấy không? Quan sát số người đến siêu thị Vincom trong trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng đó. Thì bây giờ đó là cái số người đó mình ký hiệu là chữ X. Như vậy thì X này nó là biến ngẫu nhiên. À, nó nhận kết quả một cách ngẫu nhiên. Có thể là trong khoảng thời gian nửa tiếng đó không có người nào đến siêu thị, đúng chưa, thì ít bằng không. Hoặc là trong khoảng thời gian nửa tiếng đó có đúng một người đến siêu thị, có đúng một người đến siêu thị thì mà ít nó bằng 2, đúng chưa. Hoặc là trong khoảng thời gian đó có đúng hai người đến siêu thị thì ít ít, ít bằng 2. Đó. Có một người đến siêu thị thì ít 1, phải không? Rồi có hai người đến siêu thị thì ít bằng 2. Đó. Mới nãy như thầy nói nhầm gì phải không ạ? Thì bây giờ có thể là trong nửa tiếng đồng hồ hay là nửa giờ này đùng một cái có 100 người đến siêu thị ngay thời điểm đó, ngay trong cái khoảng thời gian đó từ 8 giờ đến 8 giờ 30 thì ít nó có thể nhận cái chuyện 100 được, đúng không? Nhưng mà đùng một cái tự nhiên là mình thấy là có ba bốn chiếc xe du lịch nó đổ ngay chỗ đó, rồi cái sau nó mấy người đó xuống rồi vô siêu thị hết 300. À, 300 người đến siêu thị. Đó. Thì cái miền giá trị của ít này em thấy là nó vô chừng, không vô chừng, nó có thể là từ 0, 1, 2 nhân dân đến 100 đến ngàn gì đó tùy thôi. Nhưng mà những cái biến cố mà càng lớn thì nó càng hiếm, số người càng lớn thì càng hiếm đi, không đấy. Như vậy thì ở đây em thấy là đây là biến ngẫu nhiên mà cái miền giá trị của nó là vô hạn, về lý thuyết là nó vô hạn, đúng không em? Đấy, nhưng mà không thể nào mà tự nhiên mà có mấy vạn người đến cái siêu thị này, cái sập siêu thị chứ, không? Đấy, cho nên là ở đây là mình về giả thiết là cái miền giá trị nó có thể là vô hạn, khi người ta đến nhưng mà người ta không vô, thấy không, cái siêu thị đấy. Rồi, còn cái ví dụ 1.24 nè, à, một lớp có 50 sinh viên, bây giờ mình chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp, thấy không, chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp và mình gọi y là cân nặng của sinh viên đó. Rồi ít ít là chiều cao của sinh viên đó và y là cân nặng của sinh viên đó, thì miền giá trị của ít y nó là một cái số đo, à, đấy, số đo. Vì theo lý thuyết đó, thì cái số đo này nó là hữu hạn, hữu hạn là tại vì trong lớp này có 50 sinh viên thôi, thấy không, 50 sinh viên thôi. Đấy, thì mình nhìn theo cái quan điểm nào á, nếu như quan điểm mà mình chỉ nhìn cái hữu hạn 50 sinh viên này thôi thì tập hợp cái số đo của 50 sinh viên đó thì cái miền giá trị của nó là tập rời rạc, thấy không? Nhưng mà mình coi sinh viên như là một cái đối tượng, là một người bất kỳ ở trong cộng đồng, thấy không, thì cái miền giá trị của nó là như thế này. Miền giá trị nó là một cái gì, một cái số nằm ở trong cái khoảng như thế này, số nằm trong cái khoảng như thế này, thấy không? Đó, tham số trong cùng nằm trong khoảng này, và miền giá trị của y nó cũng là số nằm trong khoảng này, và cái khoảng này đó nó gọi là tập vô hạn không đếm được, tập vô hạn không đếm được, thấy không? Rồi tương tự như vậy, bây giờ mình xét cái ví dụ 2.5 là bây giờ bắn một cái viên đạn vào bia, gọi x là cái khoảng cách từ cái điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia. À, bây giờ mình giả sử là cái viên đạn này nó trúng bia. À, cái bia mình giả thử nó hình tròn như thế này các em. Đấy. Cái tâm của bia này là chỗ này. Bây giờ điểm chạm của viên đạn là chỗ này. Bây giờ mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái điểm chạm viên đạn đến tâm của bia là D như thế này. Thấy không? Đấy. Thì rõ ràng đó là nó không, cái này gọi x. X. X là khoảng cách từ điểm chạm viên đạn đến tâm của bia. Đấy, còn cái này là D nè. D là cái bán kính của cái bia này. Như vậy thì cái điểm chạm của viên đạn, khoảng cách từ cái điểm chạm của viên đạn đến tâm bia nó cũng là biến ngẫu nhiên. Đây là x ha. X nè. Vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên x này là cái khoảng 0D. 0D. Không? Đấy, thì theo cái quan điểm khoa học á, thì cái điểm chạm viên đạn này nó có thể là trùng với cái tâm bia. Nếu mà trùng với tâm bia thì mình sẽ ký hiệu như thế này, dấu ngoặc vuông, và có thể nó bằng không được, đúng không, có thể bằng không được đây.
Thì như vậy thì nó chính là một cái khoảng trong tập số thực, và cái khoảng này đó nó có vô số điểm, nó có vô số điểm không? Thì người ta gọi đó là tập vô hạn không đếm được. Rồi tiếp tục mình xét thì ví dụ 2.6 thì quan sát cái tuổi thọ của một linh kiện điện tử, thì T mình gọi là tự tuổi thọ đúng không, thì miền giá trị của T nó là từ 0 đến cộng vô cùng. Vậy thì có những cái linh kiện điện tử mà cái thời gian hoạt động của nó là hầu như là vô hạn, hầu như là vô hạn không, tức là tuổi thọ nó sống hoài nó không chết đó, không. Đấy, thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên T là như thế này. Thì nó cũng là tập vô hạn, không đếm được luôn. Thì qua những cái ví dụ này mình thấy là có những cái biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó là hữu hạn, có những biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó là vô hạn, vô hạn không đếm được, vô hạn mà đếm được. Còn có những biến ngẫu nhiên mà miền giá trị của nó là vô hạn lại không đếm được ha. Đấy, nó từ từ nó phức tạp lên rồi đó. Không, đầu tiên đó là nó hữu hạn này, nó hữu hạn rồi nó vô hạn nhưng mà vẫn đếm được, vô hạn nhưng mà đếm được, đếm được chẳng hạn như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đếm hoài cho đếm, đếm được đếm tới vô cùng luôn vẫn được, thấy không. Đấy, còn có vô hạn nhưng mà không đếm được, không đếm được. Đấy, thì mình sẽ chia cái miền giá trị nó thành 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 hai hai trường hợp. Cái trường hợp trên đây thì mình gọi đó là rời rạc, rời rạc. Còn cái tập ở dưới đây thì mình gọi là gì, liên tục, liên tục không. Như vậy thì những biến ngẫu nhiên mà nó có miền giá trị là tập hữu hạn hay vô hạn đếm được thì gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc. Còn những biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó là tập vô hạn không đếm được, tương đương với một cái khoảng hoặc là một cái đoạn hoặc là nửa khoảng trong tập số thực, thì mình gọi là biến ngẫu nhiên liên tục không. Thì những cái ví dụ ở trên đây các em sẽ sắp xếp những ví dụ như đây thì chia làm hai loại ha, phân loại ra không, phân loại ra đấy là biến thế nào là biến ngẫu nhiên liên tục, thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc. Rồi bây giờ đảo lại cái ví dụ này. Bây giờ thầy nhắc lại ví dụ nè. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc hai lần, thiếu chữ cân đối. Gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu. Và y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm ở lần xuất hiện ở lần hai. Thầy xin phép để nghe điện thoại nhé. Rồi thầy xin phép chút rồi bây giờ tiếp tục nha các em. Bây giờ thầy nhắc lại là cái ví dụ này nè. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc hai lần ha. Bây giờ gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu. Y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần sau. Đó, thì giờ thầy giảng cho em về biến ngẫu nhiên rồi đó. Bây giờ em xác định cho thầy là miền giá trị của x nó gồm những kết quả nào. Ha. Bây giờ Nguyễn Thị Kim Tiền nha. Kim Tiền hay Kim Tiên em? Dạ kim tiền. Kim Tiền nói cho thầy biết coi miền giá trị của biến ngẫu nhiên x nó gồm có những cái số nào em, số nào. Thưa thầy là từ 1 tới 6. 1 đến 6 phải không, 1 2 3 4 5 6 đúng chưa, đúng chưa. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi bây giờ bạn khác đi, Dương Thị Mỹ Linh nói cho thầy biết coi miền giá trị của biến ngẫu nhiên y nó gồm có những cái số nào. Dạ thầy là Thấy không em, thấy không, thấy không, dạ thấy nó là những cái số nào. Y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần sau,
ở đằng sau mình cũng gieo y xì một con xúc xắc như thế đúng không? Thế thì nó có sẽ Dạ. khả năng xảy ra những cái số nào? Có số 1 không? Có số 1 Một, không? À. hai, ba, bốn, năm, sáu. À, đúng rồi. Cảm ơn em. Rồi. Đấy, bây giờ là mình được hai biến ngẫu nhiên ha, cùng cũng không gian mẫu nhưng mà được hai biến ngẫu nhiên nè. Bây giờ mình sẽ xác định một cái biến ngẫu nhiên mới. Ở đây thầy đặt z bằng x cộng y. X cộng y. Thì mình sẽ suy ra được cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên z nó gồm những số nào. Đã là cho thầy biết. Khải Nguyễn Trần. Hay là cái này tên tên của em là gì, trên khóa học là gì em? Nguyễn Trần Khải này. À, Nguyễn Trần Khải rồi, Nguyễn Trần Khải nói cho thầy biết coi. À, cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên z này nó gồm những số nào? Giá phải là 2, À, hai có không? Có. 1, 3, Có một không? 3, 3, 3, À, hai ba. 1, 4, Hả? 4, 4. 4 rồi, 5, 5. 6, À. 7, 7 rồi tới Có 8 không? Có 8 không? 8, 8 luôn, Có 9 không? 9 luôn, À, có 10 không? 10, 11, 12. À, 11, 10, 12. Tức là Phải nó có tổng cộng là không? 1, 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 11. À, 11 kết quả đúng không em? 11 kết quả. Nó có 11 cái giá trị. Dạ. À, thì ở đây em thấy là trong cái lý thuyết mình nó nói nè. Lý thuyết này. Nếu x y là các biến ngẫu nhiên thì x cộng y rồi x trừ y, cái này là a x cộng b á, a x cộng b, nếu mình cho a bằng 1, b b bằng 1 thì nó là x cộng y đúng không? X cộng y nó cũng là biến ngẫu nhiên và x trừ y nó cũng là biến ngẫu nhiên nha. Thấy không? Thì a x cộng b này nó phản ánh đầy đủ nè, nếu a bằng 1, b bằng trừ 1 thì nó ra x trừ y, cho nên đi đưa cái x trừ y này là nó dư rồi. Đấy, nhưng mà ở đây là mình khi mà mình tìm hiểu từng cái ví dụ đó, thì em giả sử như đặt t bằng x trừ y đi, x trừ y đi, thì miền giá trị của t em tìm được không? Giá trị của t cái này là x cộng y thì miền giá trị của nó có rồi, bây giờ x trừ y ai làm được? X trừ y Võ Trường An. Võ Trường An có không? Có mặt không? Tiếng nhỏ vậy, hư mít nè. Dạ, có thời gian. À, em trả lời được không? Dạ, không, thì anh nhìn. Không phải không? Chắc không em, chắc không? Chắc là không không? À, bây giờ suy nghĩ nè. Không trả lời được thì thầy sẽ hỏi từ từ để em trả lời được thôi nha. Rồi. Bây giờ ở đây là em thấy cái đề bài thầy đưa không? Gieo con xúc xắc cân đối đồng trác 2 lần. Vậy là lần thứ nhất, lần thứ hai đúng không? Đúng không? An mở mắt nhìn thầy đi. An ở mở mắt Dạ trao đổi với thầy đi. À. Rồi, bây giờ lần thứ nhất là ví dụ như là lần thứ nhất là 1, lần thứ hai là 5. Vậy thì x là mấy, y là mấy? À, thầy ví dụ Em là đây. lần thứ nhất là mình gieo được mặt 1 chấm nè, là x bằng 1 đúng Dạ. không? Lần thứ hai mình gieo được mặt 5 chấm nè, vậy là y bằng 2 bằng 5 đúng không? Vậy thì x trừ y nó ra nhiêu em? Dạ hay xong. Hả? Dạ hay là không Không hả? không không một hai ba Tức là miền giá trị em nói ý nó miền giá trị là 0, 1, 2, 3. bốn năm rồi. 4 năm. Năm này là nó xuất hiện khi nào? Năm này nó xuất hiện khi nào em? Lần thứ nhất mặt mấy chấm, lần thứ hai mặt mấy chấm thì nó mới ra được kết quả số 5 này. Dạ thầy là x bằng 6, y bằng 1 đó thầy. X bằng 6, y bằng 1. Cũng đúng ha.
x x bằng 6 y bằng 1. Ờ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà x bằng 1 y bằng 6 thì ra kết quả gì em? X bằng 1 y bằng 6 thì ra kết quả gì? Trừ 5. Âm 5 đúng không? Thấy âm 5 không? Đúng Dạ. không? Đó. Thì mình sẽ có kết quả là gì? Âm 5. Âm 5 rồi có âm 4 không? Âm 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 5 nè. Có. Âm 5 rồi âm 4 rồi âm 3 có không? Âm Dạ. 3, âm 2, âm 1. Rồi 0 1 2 3 4 5. Đúng không? Nó cũng có 11 giá trị. Đấy. Em thấy chưa? Đấy thì đây đây là hai biến ngẫu nhiên thì mình sẽ có là biến ngẫu nhiên x trừ y. Thấy không? X trừ y. Rồi x cộng y. Rồi tương tự như vậy thì các em thử làm cho thầy coi cái trường hợp là x nhân y này làm được không? Rồi x chia y này được không? Rồi min của x y là cái gì? Max của x y là cái gì? Thấy không? Bây giờ một bạn làm cho thầy cái min min x y. Min của x y nó mới nhận giá trị nào? Min giá trị của cái biến ngẫu nhiên là min min x y ha, min x y. Nó gồm có những cái giá trị nào? Ví dụ như x bằng 1, y bằng 2 thì giá trị nhỏ nhất của nó là nhiêu em? X bằng 1, y bằng 2, giá trị nhỏ nhất của nó là nhiêu? À, một bạn nói cho thầy nghe coi. Thùy Nhi, Phạm Thị Thùy Nhi. Thùy Nhi có mặt không ạ? À? Thầy kêu ba lần mà không lên tiếng là thầy phải báo gián nha. Thúy Nhi nha, Thùy Nhi à. Rồi cái bạn là thầy chiếu lên màn hình nè. Tên gì? Rồi bạn này vắng nha. Học mà không tập trung nha. Rồi. Bạn khác, Trần Ngọc Quý. Dạ có em thầy ơi, tại mạng em bị lắc đó Có gạt thầy không? Kêu lâu cái gì không mơ vậy? thầy. Dạ em nghe mà tại mạng em yếu, em có trả lời mà không, nó bị dập dập đó thầy. Em mới bật 3G lên lại á. Rồi ok, bây giờ là trả lời câu hỏi cho thầy coi cái min xi này đó là những giá trị nào. Dạ thưa thầy, em nghĩ là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5 á thầy. Không, min mà min ít đi mà ví dụ như là lần thứ nhất em xuất hiện mặt một chấm thấy không, tức là Dạ. ít bằng một, lần thứ hai em xuất hiện mặt hai chấm thấy không, vậy thì Dạ. cái số nhỏ nhất giữa hai cái số một và hai lấy số nào? Dạ em lấy số 1. Thì min giá trị nó là một, nhưng mà nếu có Dạ. hai số một thì em lấy số nào? Dạ lấy số 1. Lấy số một luôn. Bây giờ một một hai một ba một bốn một năm một sáu thì lấy số nào? Dạ lấy 1 1. Lấy số 1 luôn. Còn 2, 3, 2, 4, 2, 5 thì lấy số mấy? Dạ số 2. Vậy Đó là thì 1 2 3 4 5. có 6 không? Ví dụ như hai kết quả đều là 6 hết thì em chọn số mấy? Dạ em chọn số 6. Đó thì mình giá trị nó giống như thế này, đúng không? Đấy thì bây giờ Dạ. đó là thầy nhắc lại cho em đó là cái định lý này thì nó nói như thế ha, tức là nếu mà mình có một cái không gian mẫu có hai biến ngẫu nhiên như thế này thì mình sẽ thành lập được các biến ngẫu nhiên khác. Thấy không? Chẳng hạn như ở đây là em có thể lập thêm biến ngẫu nhiên như thế này. Biến ngẫu nhiên là S nó bằng là căn bậc 2 của T của X. Căn bậc 2 của X như thế này. Thì mình giá trị của S là nó như thế nào? Nó sẽ là căn bậc 2 của 1, phải không? Rồi căn bậc 2 của 2. Căn bậc 2 của 3, căn bậc 2 của 4, căn bậc 2 của 5 và căn bậc 2 của 6. Đấy, thì miễn giá trị của biến ngẫu nhiên S nó sẽ gồm với những kết quả như thế này. Đấy, hiểu chưa? Đấy, tức là ở đây nó có là gì? Nếu phi là một nếu G là một cái hàm thì GX là biến ngẫu nhiên là như thế. Rồi, từ giờ mình đã nghiên cứu về biến ngẫu nhiên rồi các em. Nghiên cứu về biến ngẫu nhiên rồi, bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Không, hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Đó thì bây giờ đó thì khi mà lúc nãy mình nói là biến ngẫu nhiên x này mình cho biến ngẫu nhiên x như thế này nè.
Đấy, thì bây giờ là mình sẽ xác định một cái tập hợp. Thì lúc nãy mình tập ta cái tập hợp này là x bé hơn bằng x. Lúc nãy mình ký hiệu là omega thuộc cái không gian mẫu, omega lớn sao cho x omega này nó nhỏ hơn bằng x. Thì cái tập này mình sẽ viết tắt là x bé hơn bằng x. X bé hơn bằng x. Thấy không? X bé hơn bằng x nhỏ, mình đọc cho rõ ràng là x bé hơn bằng x nhỏ. Tức là giá trị x biến ngẫu nhiên x nó nhận giá trị bé hơn bằng cái số x nhỏ này. Đó. Thì theo cái định nghĩa của mình ở chỗ này nó chính là biến cố. Thấy không? À, mà biến cố thì nó có xác suất biến cố đúng không? Nó có xác suất của biến cố, và xác suất của biến cố này mình sẽ viết như thế này, xác suất của biến cố này mình viết là b x bé hơn bằng x. Và xác suất của biến cố này thì mình đặt nó là một con số đúng không? Đấy, còn còn cái x nhỏ này nó cũng là con số nè, x nhỏ là con số này, rồi cái xác suất để x lớn bé bằng x nhỏ nó cũng ra là một con số nữa. Đó. Thì cái con số này mình đặt đặt nó là f lớn x nhỏ, f lớn x nhỏ ha, f lớn của x nhỏ. Thì cái này nó sẽ xác định một cái quy tắc hàm, quy tắc hàm là r của mình ở đây nó có những cái số gọi là x nhỏ nè, nó qua bên đây nó ra một cái số gọi là f lớn của x nhỏ. Thì cái quy tắc này mình gọi là quy tắc F. Quy tắc F, thấy không? Quy tắc F này nó gọi là hàm số. Hàm số. Thì cái hàm này á là nó đi từ tập số sang tập số, thấy không? Nó đi từ tập số sang tập số. Đây là x này, nó ra một số x, một số gọi là Fx, đúng không? Ở đây x nó ra một số Fx. Mà Fx thì nó xác định bằng con số này nè em, thấy không? Cho nên ở đây đó là nó sẽ xác định một cái quy tắc hàm, và cái hàm này đó nó gọi là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Vậy thì cái hàm này nó gắn với một cái biến ngẫu nhiên x nào đó, cho nên nó gọi là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Thấy không? Hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Rồi, cái em chờ thầy tí thì có cái tin nhắn. Rồi bây giờ mình tiếp tục với các em. Đó, thì vậy thì đây là định nghĩa cái hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x nè. Mình gọi tên đầy đủ của nó ra là gì? Hàm phân phối xác suất tích lũy. Ha. Hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Đấy, thì nó định nghĩa thông qua xác suất, cho nên là cái giá trị của cái hàm này á là nó từ 0 đến 1 thôi. Tại nó định nghĩa thông qua xác suất mà. Mà xác suất của biến biến cố là nó nhận giá trị từ từ 0 đến 1 thôi, đúng không? Đấy, cho nên là cái giá trị của hàm f này đó, hàm fx này nó cũng từ 0 đến 1 thôi. Đấy, thì mình có một số tính chất của cái hàm phân phối này nè. Thì nếu như mà mình có hai cái giá trị x1 với x2 mà x1 nhỏ hơn x2 thì khi đó dứt phát là fx1 nó không lớn hơn fx2. Thấy không? Tính chất này mình gọi là tính chất đồng biến, đồng biến hay là tính chất không giảm. Đồng biến hay còn gọi là tăng á, nhưng mà cái này nó không nghiêm ngặt lắm, đúng không? Tức là nó bé hơn hoặc bằng, nó có thể xảy ra giống bằng, ha? Đấy, chỗ này nó gọi nên gọi mình gọi là tính chất không giảm. Còn cái tính chất thứ hai đó là em lấy cái lim, lấy cái giới hạn của hàng fx này nè, khi cho x tiến tới vô cùng trừ vô cùng, đúng không? Thì cái giới hạn này bằng không, và khi cho x tiến tới cộng vô cùng thì cái giới hạn này bằng một. Đúng không? Rồi đặc biệt nó là có tính chất liên tục phải, liên tục phải, tức là khi mà em cho cái x mà nó tiến về cái a, cho x tiến về a, đúng không? Ví dụ như chỗ này là điểm a nè, chỗ này là điểm x nè, bây giờ cho x này tiến về a
thì cái fx nó sẽ bằng fa. Thì cái tính chất này nó gọi là liên tục phải. Thì cái x mà nó lớn hơn a, nó tiến về a thì mình gọi là x tiến tới a cộng nha. Chỗ này là a cộng nè, thấy không? Đó. X tiến về về a, x nó lớn hơn a nhưng mà nó tiến về a thì chỗ này mình gọi là a cộng, phải không? Tức là cái kiểu này là x nó lớn hơn a và x nó tiến về a thì mình phải biết là gì? X tiến tới a cộng. À, em lưu ý chỗ này chỗ này ha. Đó, coi ngoài ba tính chất trên thì mình sẽ có tính chất tính xác suất nè. Đó, thì khi mà có biến ngẫu nhiên đó, thì mình cái này nó chính là biến cố. Khi có biến ngẫu nhiên ít thì ít lớn a nhỏ hơn b nó chính là biến cố. Mà em lưu ý cái thằng này nó là nó nằm bên không gian mẫu omega nghe chưa? Tức là a nhỏ hơn x nhỏ bằng b nó là một cái biến cố nằm trên không gian mẫu omega đó. Và cái thằng này ở chương 1 có thường mình ký hiệu là abc đó. ABC tức là ký hiệu là đi theo kiểu biến cố đó. Không? Thì xác suất của biến cố này nó sẽ tính bằng FB trừ FA. FB trừ FA nha các em, FB trừ FA. Và lưu ý là cái này là phải a nhỏ hơn b nghe chưa? A nhỏ hơn b luôn thì mới đảm bảo FA trừ FB nó dương được. Còn nếu mà a mà lớn hơn b thì FB trừ FA nó âm, mà âm thì nó không phải là xác suất nữa. Không? Đấy. Và tính chất tiếp theo đó là mình sẽ tính xác suất tại một cái điểm, xác suất tại một điểm thì mình lấy FA trừ cho cái liêm trái của nó, liêm trái của nó. Tại vì cái chỗ này nó mới chỉ nói là liên tục phải thôi kia. Nếu mà liên tục trái nữa thì thằng này nó bằng không. Phải không? Đấy, thằng này bằng không. Thì thầy nhắc lại cái hàm liên tục là cái gì? Hàm liên tục là hàm số liên tục. Liên tục là lim lim của fx. Các em nào học toán C đó thì khi x tiến tới a nó bằng FA thì cái này nó gọi là hàm số liên tục tại a. Thấy không? Thì em nào học toán C thì nhớ lại cho thầy cái định nghĩa hàm số liên tục. Liên tục trái là gì, liên tục phải là gì, thấy không? Nó vận dụng vô chỗ này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi xây dựng cái hàm phân phối xác suất của cái biến ngẫu nhiên x ở trên cái ví dụ lúc nãy mình khảo sát. Đó là ví dụ gì? Ví dụ gieo con một cái đồng xu cân đối đồng chất, thấy không? Gieo đồng xu cân đối đồng chất, cái này là gieo 2 lần, gieo 1 lần, này gieo 1 lần á, gieo 1 lần. Ví dụ 2.8 này là gieo 1 lần thôi, không? Gieo 1 lần thì cái không gian mẫu nó chỉ có 2 phần tử là s và n thôi, s là 1, n là 0, thấy không? Đấy. Vậy thì cái hàm phân phối xác suất nó sẽ có dạng như thế này. Còn ví dụ 2.9 là mình gieo 2 lần đúng không? Gieo 2 lần. Thì cái hàm phân phối nó sẽ có dạng thế này. Rồi ví dụ 2.10 là mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chất thì cái hàm phân phối nó sẽ có dạng thế này. Thì các em đọc kỹ đừng thầy ha. Đó. Thì bây giờ đó là một cái bài tập. Mình sẽ làm trên lớp bài tập này. Tức là nếu mà mình lúc nãy là thầy cho cái ví dụ về gieo cái đồng xu 1 lần 2 lần đúng không? Bây giờ gieo đồng xu 3 lần. Gieo cái đồng xu 3 lần. Gieo đồng xu 3 lần. Thì cái không gian mẫu của phép thử nó là kết quả như thế nào? Một bạn nói cho thầy biết đây. Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Dạ. Bây giờ gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Đồng xu này là cân đối đồng chất ha. Mình gieo 3 lần thì miền giá trị nó là những cái kết quả nào? Dạ thầy là 1, 2, 3, Không, 4, 5. đang xét không gian mẫu nữa. Chưa xét biến ngẫu nhiên nha. Đồng xu gieo 3 lần. Mặt sắp và mặt ngửa hả? Lần thứ nhất là ví dụ như lần thứ nhất mặt sắp, lần thứ hai cũng sắp, lần thứ ba cũng sắp thì mình sẽ ký hiệu sao? Ký hiệu sao nhớ không? Phải ký hiệu gì không? Ký hiệu này có Ba nghĩa là sắp. gì? 3 lần xuất hiện mặt sắp hết. Bây giờ Dạ. em liệt kê các kết quả mà có 2 lần mặt sắp cho thầy coi.
Dạ thầy là sắp sắp ngửa. Sắp sắp ngửa. Ngửa, sắp sắp. Ngửa sắp sắp. Rồi sắp ngửa sắp. À, sắp ngửa sắp. Rồi đúng rồi, bây giờ có một lần mặt sắp đây. Một lần mặt sắp. Dạ thầy là ngửa ngửa sắp. Ngửa ngửa sắp. Sắp ngửa ngửa. Sắp ngửa ngửa. Ngửa sắp ngửa. Ngửa sắp ngửa. Rồi kết quả tiếp theo, ba lần xuất hiện mặt ngửa. Ngửa ngửa ngửa. Ờ à, đúng rồi. Thì bây giờ nếu mà mình gieo đồng xu cân đối đồng chất 3 lần thì cái không gian mẫu này thế này, bây giờ mình sẽ gọi x. Gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ cái số mặt sắp. Số mặt sắp xuất hiện. Thì miền giá trị của x nó gồm có những kết quả nào? À, một bạn khác nói cho thầy nghe kết quả này. Quỳnh Thanh Nhã. Dạ thầy. Nói được không em? X. À? Dạ, alo thầy. À, nói được không? Dạ em 0 1 2 3 4, 1 2 3. 0 1 2 3. 2 3. Có số 4 không em? Không. À, đúng rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ xây dựng cái hàm phân phối này ha. Bây giờ mình sẽ tìm cái hàm phân phối. Hàm phân phối xác suất tích lũy của x em. X này nè, à, hàm phân phối xác suất của x. À. Thì em thấy ở đây miền giá trị của nó là miền giá trị của nó là 4, 4 giá trị đúng không? Bây giờ nếu mà trên trục số nè. Trên trục số. Nó có 4 giá trị này thì nó chia trục số làm 3 phần. À, thành 5 5 phần chứ 5 phần. 0 nè, 1 nè. 2 nè. 3. Thấy không? Đây là phần thứ nhất. Đây là phần thứ hai. Phần thứ hai thì tôi ghi số 3. Đây là phần số 2. Phần số 2. Phần số 2 là từ số 0 đến nhỏ 1. Từ 0 đến nhỏ 1. Còn cái từ 1 đến nhỏ 2 thì mình viết thành phần số 3 nè. Ở đây là phần số 4 nè. Số 5. À, vậy thì nó có 5 phần như thế này em, 5 phần như thế này. Bây giờ mình sẽ lấy một cái số x thuộc R. Thì x nó có khả năng nó sẽ là nằm ở trong một trong 5 phần này đúng không? Đấy. Thì x nó có thể là nằm ở phần 1, có thể nằm phần 2. Đúng không? Như vậy thì nếu mà x nằm ở phần 1 này á, thì fx là bao nhiêu? À, nếu x mà nó thuộc cái phần 1. Phần 1 tức là điều này có nghĩa là x nó nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 0 thì fx nó bằng bao nhiêu? Mình tính ra được không? À, bây giờ mình sẽ đi tìm coi cái fx này là thế nào ha. Bây giờ x nó nhỏ hơn 1 chẳng hạn, như x bằng mấy là mình nhỏ, xin lỗi, nhỏ hơn 0 thì mình chẳng hạn mình lấy x bằng mấy được nè. Bạn nào lấy một giá trị cụ thể ít nhỏ không nhìn thấy không? Hoàng Thị Ngọc Trâm. Dạ thầy. À, nếu mà mình muốn lấy một cái ít nhỏ không thì theo em là em lấy cái số nào? Dạ, trừ 1. À, nếu mà gì thì mình lấy ít bằng trừ 1 ha. Trừ 1. Bây giờ mình thử lấy ít bằng trừ 1. Như vậy thì cái mình đang xét cái biến cố là x lớn nhỏ hơn bằng x nhỏ ha, nhỏ hơn bằng x nhỏ. Tức là cái biến cố này nó chính là cái biến cố là x nhỏ hơn bằng trừ 1. Như vậy thì cái xác suất của biến cố này là bao nhiêu? Xác suất của biến cố này là bao nhiêu? Thấy không? Vậy thì mình sẽ có là cái xác suất này bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? À, bây giờ em quan sát nè. Em nhìn lên cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên x này, mình nhìn lên miền giá trị của nó. Vì miền giá trị của nó là có 0 1 2 3 đúng không? 0 1 2 3. Bây giờ trong ba trong trong cái ba bốn cái số này em thấy có cái số nào mà nó nhỏ hơn trừ 1 không? Có không? Dạ không. À, không có. Như vậy thì cái biến cố này chính là biến cố 0. À, biến cố 0
mà biến cố không thì nó là xác suất của biến cố không là bao nhiêu em? Xác suất biến cố không là nhiêu? Nó không bao giờ xảy ra hết thì xác suất xảy ra của nó bằng bằng không, nhớ chưa? Như vậy thì đây mình sẽ suy ra được là fx này nó bằng bằng không. Đấy, nếu x nó nhỏ hơn không thì xác suất của x nó bằng bằng không. Như vậy tổng quát ra thì nếu mà x nó nhỏ hơn không thì fx bằng không. Rồi. Rồi thầy cảm ơn em. Bây giờ mình nếu mà mình lấy x nó thuộc cái phần số 2. Thuộc cái phần số 2 này. Phần số 2 tức là tức là x nó lớn hơn bằng không, nhỏ hơn 1. Thì bây giờ em sẽ thử chọn cái x là bao nhiêu, thì một bạn khác chọn cho thầy đi. Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức. Có ít như thế này em cho giá trị nó nhìn thầy coi nó mình thử lấy cái giá trị nào đó coi. Dạ hay là 0,5. Ít bằng 0,5 ha, bây giờ mình chọn ít bằng 0,5. Đó, thì bây giờ đó là em mới đảo là em mới xét tiếp là gì? Em xét tiếp là cái biến cố là biến cố nhiên ít này nó nhỏ hơn bằng 0,5. Đấy, bây giờ em nhìn lên miền giá trị của ít nè, miền giá trị của ít nó rồi mà 0 1 2 3 đúng không? Dạ. Thì ở chỗ này đó là em thấy có cái số nào mà nó nhỏ hơn 0,5 này không? Nhỏ dạ, hơn thầy một bậc. Có. Nó là số nào? Dạ hay số 0. Mà số 0 thì nó sẽ tương ứng với cái nào? Trong cái 8 cái kết quả của mình ở đây, số 0 nó tương ứng với kết quả nào? Dạ hay là ngửa ngửa ngửa. Đúng rồi. Cái này nó chính là cái biến cố ngửa ngửa ngửa. Đúng không? Đấy. Như vậy thì mình sẽ suy ra được cái xác suất để mà x bé hơn bằng 0,5 đó. Tức là bằng xác suất của biến cố ngửa 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 này bằng bao nhiêu em? Xác suất của biến cố này bằng nhiêu? Dạ hay bằng 1. 1 phần 1 số 1. Thì em thấy là mình khi mà mình gieo cô đồng xu này 3 lần thì không gian mẫu nó có mấy kết quả nè. Dạ hay 8. 8 kết quả nhưng mà cái biến cố này nó chỉ có 1 kết quả trong 8 kết quả đó thôi. Vậy thì xác suất nó bằng nhiêu? Dạ hay 1/8. Đúng rồi, 1/8. Đúng chưa? Vậy thì mình suy ra tổng quát mình suy ra là nếu nếu mà x mà lớn bằng 0 nhỏ hơn 1 thì suy ra fx là bằng 1/8. Được chưa? Rồi một bạn xây dựng dạ. cái tiếp theo cho thầy nha, một bạn khác xây dựng cái phần tiếp theo thầy. Tức là mình nếu mà mình lấy cái x nếu mà cái x này nó thuộc cái phần số 3. Số 3 có nghĩa là sao? Là x nó lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn bằng bằng 2. Vậy mình chọn x bằng mấy? Chọn x mấy được? Chọn x bằng Nguyễn Thị Yến Như. Quỳnh Thị Yến Như ấy, Quỳnh Thị Yến Như. Dạ. Quỳnh Thị Yến Như. Rồi, bây giờ nếu mà thầy lấy x nó lớn hơn bằng 1, nhỏ 2 thì ví dụ như em chọn cho thầy ngẫu nhiên số thỏa điều kiện này là em chọn x bằng mấy? Dạ em chọn số 1. Số 1 cũng được ha, số 1 rồi. Rồi, nếu mà chọn số 1 thì mình sẽ xét cái biến cố này. Đấy. Đấy. Thì bây giờ có nghĩa là mình sẽ tìm coi trên cái miền giá trị này có bao nhiêu số nó thỏa cái điều kiện này. X bé hơn bằng 1. Có bao nhiêu số em? Không thỏa không? X bé hơn bằng 1. Dạ, hai số. Số 0 là được phải không? Số 0 được không? Dạ được. Số 1 được không? Dạ được. Rồi. Vậy thì số 0 này nó sẽ tương ứng với cái kết quả nào? Số 0 dạ, thì nó tương ứng. Được. Số 0 thì nó sẽ tương ứng với cái kết quả nào trong 8 kết quả này? Dạ ngửa ngửa ngửa. Đúng rồi. Số 0 là nó sẽ tương ứng với ngửa 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 đúng không? Ngửa ngửa ngửa. Còn số 1 là tương ứng với những kết quả nào? Số 1 dạ. Có nghĩa là có một mặt sắp đúng không? Dạ. Ngửa ngửa sắp. Ngửa ngửa sắp nè. Ngửa ngửa sắp. Ngửa gì nữa? Rồi sắp ngửa ngửa. Rồi sắp ngửa ngửa. Ngửa gì nữa? Ngửa sắp ngửa. Ngửa sắp ngửa. Đấy. Như vậy thì đây em sẽ suy ra được cái xác suất nó bằng nhiêu. Dạ. Có mấy kết dạ. quả? Là 4/8. 4/8. Đúng rồi.
Đấy, từ đây mình sẽ suy ra được là nếu mà x mà nó thuộc cái tập hợp số 3 này thì cái f(x) nó sẽ bằng 4 phần 8. 4 phần 8, thấy không? Chạy xuống căn 3 luôn tiêu. Rồi. Như vậy thì cho như vậy thì qua đây mình sẽ thấy là cái hàm fx nó như thế này, cái hàm fx này nó sẽ gồm có những kết quả sau đây. Nó bằng 0 nếu x bé hơn 0, bằng 1/8 nếu x lớn hơn 0, nhỏ hơn 1, 4/8 nếu x lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn 2, bằng bao nhiêu nếu x lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn 3, bằng bao nhiêu nếu x lớn hơn bằng 3. Thì em sẽ trả lời cho thầy thêm hai cái câu hỏi ngay chỗ hai chỗ chấm hỏi này. À. Đó, thì thông qua cái bài này á, thì em thấy là mình xây dựng cái hàm phân phối xác suất của một cái biến ngẫu nhiên là mình xây dựng như thế. Không? Nó hơi phức tạp đó các em. Cho nên là sau này đó là khi mà mình xây dựng hàm phân phối xác suất tích lũy như thế này thì mình sẽ nhờ một cái công cụ khác. Cái công cụ của mình ở đây đó là bảng phân phối xác suất. Bảng phân phối xác suất. Rồi, các em chờ thầy tí. Rồi mình tiếp tục nha các em. Tiếp tục nha. Bây giờ các em quan sát cái định nghĩa 2.5. À, bây giờ mình có một cái biến ngẫu nhiên rời rạc nè. Miền giá trị của nó có thể hữu hạn nha, có thể vô hạn nha. À, miền giá trị nó có thể hữu hạn hoặc vô hạn. Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp các cái giá trị nó từ nhỏ đến lớn nha, từ nhỏ đến lớn, x1, nhỏ x2, nhỏ hơn vân vân đến đến n. Thì mình sẽ xếp lên cái bảng như thế này. Và ứng với mỗi giá trị của x á thì mình sẽ có là gì? Tính cái xác suất để x nó nhận giá trị xy này bằng bao nhiêu. À, ví dụ như x nó bằng x1 thì mình sẽ tính được cái số b1. X bằng x2 mình tính được cái xác suất nó bằng b2, vân vân. Thì mình được cái bảng này, cái bảng này nó gọi là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. Thấy không? Thì đối với bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc này nó có tính chất như thế này các em. Tất cả các cái BI này nè. Cái BI này nó đều lớn hơn bằng 0. Thấy không? BI này đều lớn bằng 0. Và tổng tất cả cái BI này em cộng lại tất cả cái BI, tức là tổng của cái dòng ở phía dưới này nè em. Cái dòng phía dưới này em cộng lại hết, em cộng hết mấy tất cả cái số này là em cộng hết thì nó ra bằng 1. Đúng chưa? Đó. Và thứ ba nữa là từ cái bảng này mình sẽ xây dựng được cái hàm phân phối xác suất như thế này. Thấy không? Nếu như mà em lấy cái giá trị của x á mà nó giá trị của x thì em tính với cái giá trị của fx thì nó sẽ bằng tập hợp tất cả những cái bi, miễn sao cho xy nó bé bằng x. Thấy không? Như vậy thì từ cái bảng phân phối này mình sẽ xây dựng được cái hàm phân phối như ở bên này, nhưng mà nó không có phức tạp như bên đây. Thấy không? Mình chỉ cần xây dựng cái bảng phân phối xác suất ra thì mình sẽ xây dựng được cái hàm phân phối. Cho nên là ý nghĩa của cái bảng phân phối xác suất này đó là mình có thể xây dựng trở ngược lại cái hàm phân phối theo cái công thức này. Đó. Và thứ tư là gì? Mình có thể tính được cái xác suất để x nó nhận giá trị từ a đến b, từ lớn hơn a đến nhỏ hơn bằng b, bằng cách là mình sẽ lấy những cái bi nào đó, bi đây nè, mình cộng lại với điều kiện là cái b cái xy tương ứng của nó đó, xy tương ứng của nó phải lớn hơn a nhỏ hơn b, thấy không? Lớn a nhỏ hơn b đấy. Đó, bây giờ thầy lấy cái ví dụ này, ví dụ về về gieo con xúc xắc ha. Đó, ví dụ về gieo con xúc xắc thì chỗ ví dụ này đó thì em thấy là ở đây mình gieo một con xúc xắc này, nó cân đối đồng chất, cân đối đồng chất ha. Và mình gọi x là cái số chấm, x là cái số chấm xuất hiện luôn, thì cái miền giá trị của x là biến ngẫu nhiên như thế này, thấy không? Và do nó cân đối đồng chất á, cho nên là xác suất xuất hiện mỗi mặt là như nhau và đều bằng 1/6 hết.
Có nghĩa là xác suất xuất hiện mặt 1 chấm 1 phần 6, mặt 2 chấm 1 phần 6, mặt 3 chấm 1 phần 6, mặt 4 chấm 1 phần 6. Thấy không? Vậy thì mình được cái bảng phân phối xác suất như thế này. Bây giờ từ cái bảng phân phối xác suất này mình xây dựng cái hàm phân phối ha. Bây giờ đầu tiên đó là ở đây là bắt đầu từ số 1 phải không? Vậy thì nếu mình lấy cái x mà nhỏ hơn 1. Nếu mình lấy cái x nhỏ hơn 1. Thì bây giờ em nhìn trên cái bảng này là từ cái số số nhỏ hơn 1 này đảo qua bên trái. Đảo qua bên trái thì không có không thấy cái b, cái bi nữa hết. Cái này là b1, cái này b2 nè. B2, cái này là b3, cái này là b4. B5. B6. Đấy thì em thấy là từ cái số, từ cái chỗ mình thầy chấm chấm này nè, đảo qua bên trái không có cái b nào chứ, cho nên là cộng lại nó bằng không, đúng chưa? Đó. Còn cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là nếu x lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn 2. X lớn bằng 1, nhỏ hơn 2, tức là cái x lúc này nó nằm ở đây nè, nằm đây nè. Bây giờ em cắt cái chỗ này em đảo qua bên trái thì em thấy nó được cái b1 là bằng 1/6, đúng chưa? Đó. Còn tương tự như vậy thì bây giờ cái x mà nó lớn hơn 2, nhỏ hơn 3, x lớn 2 nhỏ 3 tức là nó nằm đây nè. X nằm đây đúng không? Em cắt cái chỗ này em đảo qua bên trái thì em được cái hai cái b. Hai cái b, b1 b2 cộng lại được 2/6. Thấy không? Vậy thì nhờ có cái bảng phân phối này mình sẽ xây dựng lại cái hàm phân phối fx này nó dễ hơn, là mình sẽ phân tích từ từ theo cái kiểu này. Phân tích từ từ theo kiểu này. Thấy không? Thì thầy phân tích cái kiểu này đó để cho các em hình dung được là người ta xây dựng cái hàm phân phối nó như thế. Đó. Bây giờ mình tiếp tục ha em, tiếp tục ha. Thì qua cái ví dụ này em thấy là từ cái bảng phân phối mình sẽ xây dựng được cái hàm phân phối. Đó. Đồng thời mình sẽ tính được cái xác suất. Ví dụ như yêu cầu tính xác suất được cái số chấm lớn hơn 3. Đúng không? Thì thay vì đó là ở cái chương 1 đó rồi mình sẽ liệt kê các phần tử của biến cố này ra. Là 4 5 6 nó có 3 phần tử rồi chia cho không gian mẫu là 3/6, tức là 1/2 đúng không? Còn ở đây thì em chỉ cần lấy những cái nào mà nó lớn hơn 3, em nhìn lên cái bảng này, em nhìn lên cái bảng phân phối, thì em thấy là cái gì? Đó, cái chỗ nào lớn hơn 3 đâu? Đó. Lớn hơn 3 là 4 nè, 4 thì cái B tương ứng nó là B4, 1/6. Rồi là 5 nó cũng lớn hơn 3 nữa thì cái B tương ứng của nó là 1/6. Đây 1/6, 3 thằng này cộng lại, 3 thằng này cộng lại là 3/6. Vậy thì xác suất để x nhận giá trị lớn hơn 3 là bằng 3/6, tức là bằng 1/2. Được chưa? Đấy, như vậy thì từ cái bảng phân phối xác suất này mình tính được cái xác suất luôn nghe các em. Đó, tính được cái xác suất để x, biến ngẫu nhiên x nó nhận giá trị trong một cái khoảng nào đó. Thấy không? Đó. Còn khi mà mình, nếu mà mình biết được cái hàm phân phối á, nếu mình biết được cái hàm phân phối thì cái chỗ tính chất của hàm phân phối nè, thì mình vẫn tính được cái xác suất x nó nhận giá trị trong cái khoảng nào đó ha các em. Đó. Nhận được cái xác suất x nó nhận giá trị trong cái khoảng nào đó bằng FB trừ FA nè, là công thức 2.6 nè, mình vẫn tính được thông qua cái hàm phân phối. Nói tóm lại là có hàm phân phối hay là có bảng phân phối thì em đều tính được cái xác suất này hết. Nhớ chưa? Cái xác suất này hết, cái xác suất này được gọi là xác suất x lớn a nhỏ hơn bằng b đó. Được chưa? Em có được cái hàm phân phối hoặc là em có cái bảng phân phối em đều tính được mấy cái số này hết. Rồi. Bây giờ thầy đã giải thích cho các em là từ cái bảng phân phối này mình xây dựng được cái hàm phân phối ha. Đó. Còn từ cái hàm phân phối thì mình có xây dựng được cái bảng phân phối hay không? Thì mình sử dụng cái công thức này. Thì từ cái bảng phân phối mình xây dựng được cái hàm phân phối. Và từ cái hàm phân phối thì mình có thể xây dựng được cái bảng phân phối nhờ những cái công thức này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các em, tiếp tục nha. Đó. Thì bây giờ mình có một cái định nghĩa, cái này nó gọi là hàm mật độ rời rạc á. Hàm mật độ rời rạc tức là nó ký hiệu F, F là hàm số. Thấy không? Cái hàm này nó còn gọi là hàm khối xác suất nha các em, nó còn gọi là hàm khối xác suất. Có giáo trình khác nó gọi là hàm khối xác suất. Thấy không? Thì em lưu ý giùm thầy. Thì tính chất của hàm mật độ rời rạc này nè. Thì nó dựa vào cái tính chất của cái bảng phân phối xác suất nha các em. Nó dựa vào cái tính chất của bảng phân phối xác suất. Thì fx lớn bằng 0 rồi tổng tất cả các fx đều bằng 1. Rồi từ cái hàm, từ cái hàm khối này đó mình cũng xây dựng được cái hàm hàm phân phối. Xây dựng được cái hàm phân phối theo cái công thức này. Rồi tính được cái xác suất luôn. Thay, nói tóm lại là đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì thay vì mình lập bảng phân phối thì mình có cách mình lập cái hàm khối cũng được.
Nhưng mà trong tài liệu này thì ít hay dùng hàm khối xác suất, không? Bây giờ em coi cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo là gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số lần mặt sắp xuất hiện khi khi gieo 3 lần gieo đồng xu, phải không? Thì cái bảng phân phối xác suất của nó như thế này em. Là ở trong cái ví dụ thầy nêu nè, trong ví dụ này nêu nè. Đó. Thì cái này là số 0 thì em thấy nó chỉ có một kết quả là n n thôi. Cho nên là xác suất của nó bằng gì? Bằng 1/8 nè. Còn nếu mà số 1 á thì nó có 3 kết quả là NNS, SNN và NSN, có 3 kết quả thì xác suất nó 3/8 rồi em, 3/8. Thấy không? 3/8. Rồi tương tự S bằng 2 cũng có kết quả là 3/8 và S bằng 3 thì kết quả nó 1/8. Như vậy thì ít phản phân phối xác suất của ít nó sẽ cho như bảng như thế này. Thấy không? Cho bảng như thế này. Và ở đây nó yêu cầu tính là cái giá trị của hàm phân phối tại điểm 2,5. 2,5 là nó nằm ở đâu? 2,5 là nằm đây đúng không? Nằm đây thì nó từ đây mình đảo dồn qua bên trái. Đảo dồn qua bên trái mình cộng là được 7/8. Thấy không? Và cho nên là cái hàm phân phối của nó là em sẽ xác định được cái chỗ này. Thấy không? Đấy. Nếu mà cái ít mà nhỏ hơn 0 thì fx bằng 0. Rồi, nếu ít mà lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn 1 thì lúc nãy cái này có bạn tính rồi đúng không? Là 1/8. Còn nếu ít lớn hơn 1 bằng 1 và nhỏ hơn 2 thì cái này nó bằng 7/8. Rồi nếu 2 nhỏ hơn bằng ít thì nhỏ hơn 3. Rồi cái này 4/8 chứ cái này 4/8. Còn 2 cái này đảo qua thì nó bằng 7/8. Mà. Và cuối cùng bằng 1 nếu ít lớn hơn bằng 3. Đấy, thì đây từ cái bảng phân phối mình sẽ lập được cái hàm phân phối. Nha. Thế bây giờ mình sẽ sang cái định nghĩa 2.7 là định nghĩa hàm mặt độ xác suất. Thì từ giờ đó là khi mà mình làm việc với hàm phân phối thì mình mới hàm phân phối và cái bảng phân phối xác suất thì mình làm việc với biến ngẫu nhiên rời rạc thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào làm việc với cái biến ngẫu nhiên liên tục. Thì đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì cái hàm phân phối của nó là cái hàm liên tục. Thấy không? Nếu nó là biến ngẫu nhiên liên tục thì hàm phân phối nó liên tục. Và trong trường hợp nếu như mà cái hàm phân phối của nó mà nó liên tục mà nó có đạo hàm luôn đó thì lúc này mình gọi nó là liên tục tuyệt đối. Ha, liên tục tuyệt đối. Thì để đơn giản thì mình sẽ gọi biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối liên tục tuyệt đối là biến ngẫu nhiên liên tục luôn cho nó gọn ha. Đấy. Như vậy thì nếu như mà biến ngẫu nhiên mà nó liên tục tuyệt đối đó thì cái đạo hàm của hàm phân phối. Đạo hàm của hàm phân phối. Thấy không? Tô không được. Đấy, thì đạo hàm của hàm phân phối. Đạo hàm của hàm phân phối thì mình nó gọi là hàm mặt độ xác suất của biến ngẫu nhiên ít. Và đối với cái hàm mặt độ thì nó cũng có tính chất là gì? Giá trị của nó là không âm và thứ hai là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nó bằng 1. Hai tính chất này nó tương ứng với tính chất của cái bảng phân phối ở chỗ này các em. Tính chất 1 2 của bảng phân phối nè là cái BI nó lớn bằng 0 và tổng cái BI nó bằng 1. Thấy không? Còn đối với cái hàm mật độ thì nó cũng có tính chất tương tự, tức là fx nó lớn bằng 0 với mọi x thuộc R và tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của fx dx là bằng 1. Được chưa? Đó. Và nếu mà mình có một cái hàm mật độ thì mình sẽ tìm được cái hàm phân phối trở ngược lại thông qua cái công thức tích phân này. Gọi là công thức tích phân cận trên ha. Phân mà cái biến là cái cận trên. Biến là cận trên. Thì hiển nhiên là chỗ này cái fx thì mình thay bằng ft dt không? Rồi sau đó mình thấy cận x vô thì cái này nó ra được cái hàm phân phối xác suất. Như vậy thì đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì mình sẽ quản lý cái phân phối xác suất của nó thông qua hàm mật độ. Mà có hàm mật độ thì mình sẽ tìm được là cái hàm phân phối. Còn nếu như có hàm phân phối thì mình đạo hàm thì nó ra được cái hàm
hàm mật độ. Đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì mới dùng hàm mật độ các em. Còn đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình chỉ dùng bảng phân phối và hàm phân phối thôi. Không? Thì nhắc lại, đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình chỉ dùng bảng phân phối và hàm phân phối. Còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì mình dùng hàm phân phối và gì? Hàm mật độ. Không? Đấy. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính được cái xác suất ít lớn hơn a nhỏ bằng b ở đối với cái hàm, đối với cái biến ngẫu nhiên liên tục như thế này nha. Tức là gì? Tức là mình sẽ tính được cái xác suất theo công thức lúc nãy á, thì mình có mình có là cái xác suất ít lớn hơn a, bé hơn bằng b. Cái này theo công thức lúc nãy thì nó sẽ bằng là hàm phân phối, giá trị hàm phân phối tại điểm b trừ đi giá trị hàm phân phối tại điểm a. Tức là fb trừ fa đây có điều rồi. Nhưng mà đặc biệt là đối với biến ngẫu nhiên liên tục, biến ngẫu nhiên liên tục phải không, thì là cái xác suất của biến cố này nó bằng xác suất của biến cố này luôn. Tức là chỗ này cái dấu dấu bằng nó có xảy ra hay là không xảy ra gì thì xác suất nó cũng như nhau, và nó đều bằng là fb trừ fa hết. Và nếu như mình có hàm mật độ thì cái chỗ này nó sẽ bằng tích phân từ a đến b của fx đi, không? Rồi đây là một cái ví dụ về cái hàm mật độ xác suất nè các em. Đối với biến ngẫu nhiên ít có phân phối xác suất như thế này. Có hàm phân phối xác suất này thế này phải không? Bây giờ mình đem mình đạo hàm đi. Đó. Mình đem mình đạo hàm cái hàng F này đi. Thì nếu mà nó bằng 0 thì đạo hàm bằng 0, mà nếu ít nhỏ hơn 0 phải không? Còn nếu mà với ít lớn hơn hoặc bằng 0 đó thì mình sẽ có là F phải ít nó sẽ bằng cái gì? Thì ở đây là một đạo hàm bằng 0 nè. Còn e mũ trừ x đạo hàm e mũ trừ lambda x đạo hàm thì bằng e mũ trừ lambda x luôn. Nhưng mà lambda x này đạo hàm thì nó bằng trừ lambda thôi. Trừ lambda và thêm dấu trừ này nữa thành cộng. Cộng lambda. Đấy. Là thì nó ra kết quả thế này. Nếu x lớn hơn 0 thì fx nó sẽ bằng là lambda nhân e mũ trừ lambda. Và còn nếu x nhỏ 0 thì nó bằng 0. Rồi, ví dụ 2.14 tức là mình sẽ xem, mình cho một cái hàm như thế này, bây giờ là chứng tỏ là fx là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên liên tục nào đó. Thì ở đây nó để chứng tỏ ra thì mình phải chỉ ra nó thỏa hai tính chất, là fx thì nó phải lớn hơn bằng 0, và tính chất thứ hai là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó của fx dx này nó sẽ bằng 1. Đúng không? Mình phải chỉ ra có hai tính chất này. Thì ở đây người ta đã chỉ ra rồi nè. Đúng không? Rồi thì rõ ràng là fx nó lớn hơn bằng 0. Thấy không? Lớn hơn bằng 0, tại vì em tưởng tượng coi, nếu x mà nhỏ hơn bằng 1 thì nó bằng 0. Còn nếu lớn hơn 1 thì nó lớn hơn 0 rồi. Rồi thì x mũ 3 này nó cũng lớn hơn 0, thì 2 chia x mũ 3 thì nó phải lớn hơn 0 chứ. Thấy không? Cho nên là cái điều kiện thứ nhất là nó khó. Điều kiện thứ hai là mình lấy tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của fx dx. Đó. Nhưng mà ở đây là cái hàm f này nó bị ngăn cách bởi cái số 1. Cho nên mình trang cái cặn số 1 vô mình tách ra thì tích phân từ trừ vô cùng đến 1 nó bằng 0, tại vì cái hàm này bằng 0 trong cái khoảng này. Đấy. Như vậy thì chỗ này nó chỉ còn tích phân từ 1 đến cộng vô cùng của fx dx, mà trong cái khoảng này đó x lớn hơn 1 đó, thì fx dx nó fx nó bằng 2 phần x mũ 3 đúng không? 2 phần x mũ 3. Và ở đây mình đây cái này là tích phân suy rộng loại 1 các em, tích phân suy rộng loại 1. Nếu em nào học kỹ toán cao cấp thì mình sẽ gặp cái tích phân này. Thì tích phân suy rộng này loại 1 này nó hội tụ em, tại vì cái lim này là nó bằng 1. Lim này bằng 1. Đấy, cho nên là nó thỏa mãn tính chất là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó bằng 1. Thì khi đó thì cái hàm này nó chính là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục x nào đó. Đó là câu A. Bây giờ từ cái hàm mật độ nè, bây giờ mình tìm lại cái hàm phân phối. Từ hàm mật độ bây giờ mình sẽ tìm lại cái hàm phân phối. Thấy không? Tìm hàm phân phối như thế nào thì mình sẽ lấy tích phân từ trừ vô cùng đến x của ft dt thôi. Thì với x nhỏ hơn bằng 1
thì cái tích phân này là trừ vô cùng đến đến một cái số ít nhỏ một thì cái FT nó bằng không rồi đúng không? FT bằng không cho nên là cái F lớn ít này cũng bằng không luôn. Còn nếu ít lớn một thì cái tích phân thì trừ vô cùng đến ít này á là nó trở thành là tích phân từ 1 đến ít của 2 phần t mũ 3 dt. Và khi đó thì mình lấy cái nguyên hàm ra mình thế cận vô á, thì mình sẽ được cái số này. Cái số này. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ lập được cái hàm phân phối của x nè, là nó hàm này. Đó thì thầy phân tích sơ lược. Còn ví dụ như mình muốn tính xác suất để x nhận giá trị từ 0 đến 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 3, lớn 0 nhỏ hơn 3 thì cái này nó sẽ bằng là gì? F3 trừ F0. F3 thì nó lớn hơn 1 cho nên ở đây mình em thế vô cái công thức này. Đây, công thức này. Em thế x bằng 3 vô đây thì em được cái F3. F3 nó bằng 1 trừ cho 1 phần 3 bình phương, tức là 1 trừ cho 1 phần 9, đó là bằng 8 phần 9. Còn F1 là F0 là nó bằng 0 à. F0 là tại vì nó nhỏ hơn 1 thì F0 bằng 0. Đúng không? Đấy, thì đây là thầy nói về cái biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Thì cái phần biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ này các em cũng đọc lại cho thầy nhưng mà với tính chất là tham khảo thôi. Còn chủ yếu là gì? Chủ yếu là em xem kỹ cho thầy cái bảng phân phối xác suất và hàm phân phối của cái biến ngẫu nhiên rời rạc. Đó là cái phần số 2. Từ giờ thầy nói hai phần, thầy nhắc lại hai phần. Phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất là thầy nói về biến ngẫu nhiên nè, phân loại biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên, rồi ví dụ này kia đó ha, ví dụ này kia. Và phần thứ hai thì nói về cái hàm hàm phân phối xác suất, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, tức là khi mà mình đụng tới biến ngẫu nhiên thì mình sẽ biết được cái luật phân phối của nó, mà cái luật phân phối của nó thì thông qua cái hàm phân phối nha, mà hàm phân phối nhiều khi là mình chưa làm đủ nên là nó xuất hiện thêm là cái bảng phân phối xác suất và cái hàm mật độ xác suất. Hàm mật độ xác suất, hàm mật độ xác suất thì liên quan đến biến ngẫu nhiên rời rạc này. Đấy không? Ở đây mình chỉ đọc tham khảo thôi. Đấy, thì giờ mình thầy đã giảng cho em hai cái nội dung này. Đấy không? Bây giờ chúng ta giải lao ít phút, khoảng 10 phút đi. Bây giờ đồng hồ của thầy là 10 giờ 10 nha. Ở trên xin lỗi 10 giờ 20. Vậy thì mình sẽ có 10 giờ 30 mình vô mình học tiếp. Để tạm thời thì thầy tạm ngừng ghi cái này chút, lát mình ghi tiếp. Rồi xin chào các em, bây giờ mình tiếp tục quay lại học nha. Bây giờ nghỉ mình nghỉ 10 phút rồi. Đó, thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ sang cái phần số 2. Đó là các cái số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. Thì đối với một biến ngẫu nhiên đó là ngoài cách là mình sẽ tìm hiểu cái luật phân phối xác suất của nó với em thì mình còn sẽ tìm hiểu các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên đó. Thì các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên nó bao gồm là nó có nhiều số đặc trưng nhưng mà những cái số đặc trưng phổ biến á thì nó là cái số gọi là kỳ vọng. Kỳ vọng hay còn gọi là số trung bình á, rồi phương sai. Về cái độ lệch chuẩn, về chủ yếu là ba cái tham số này, ba cái số này thì chủ yếu đối với biến ngẫu nhiên là mình nghiên cứu ba cái số này ha. Thì cái số thứ nhất là cái số kỳ vọng em, nó đặc trưng cho cái giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên đó. Thì ví dụ như em cho một cái học sinh, một giáo viên mà cho học sinh làm một cái bài kiểm tra và gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ cái điểm số mà học sinh nó đạt được. Đó. Thì giả sử như cái việc này em tiến hành nhiều lần đi, lần một, lần hai, lần ba gì đó, thì cái kỳ vọng của nó chính là cái điểm trung bình của học sinh đó. Kỳ vọng của ít nó chính là điểm trung bình của học sinh đó. Thì mình có một cái định nghĩa đầu tiên là đối với biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị hữu hạn đó thì chắc chắn là nó sẽ có kỳ vọng nghe, nó có kỳ vọng và cái kỳ vọng của nó sẽ tính bằng công thức như thế này nghe, tức là em có bảng phân phối xác suất đúng không, em có bảng phân phối xác suất thì em sẽ lấy cái giá trị của biến ngẫu nhiên
em nhân cho xác suất của nó, thấy không? Hai cái này em nhân nha, rồi sau đó em cộng cho cái thằng này nhân này, em nhân nha, dần dần cộng cho hai thằng này nhân nhau, thấy không? Nhân nhau cộng cho, tức là x1 nhân b1 cộng x2 nhân b2 cộng xn nhân bn, thì cái này nó gọi là kỳ vọng. Thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì cái kỳ vọng của nó mình tính đơn giản thế thôi, thấy không? Thì giả sử nè, thầy ví dụ nè, ví dụ như biến ngẫu nhiên mà nó có bảng phân phối xác suất như thế này, bây giờ đầu tiên em kiểm tra cái bảng phân phối này, thấy không? Thì cái này nó không âm, cái này không âm, cái này không âm, cái này không âm, thỏ. Và tổng của ba cái này là cái cộng rồi, 0,2 cộng 0,3 là 0,5, rồi 0,7, 0,3 nữa là 1, tổng nó bằng 1, đúng không? Thỏ hai điều kiện, thỏa hai điều kiện là gì? BI nó lớn bằng 0 và tổng các cái BI, tổng các BI nó bằng 1, nó thỏa hai điều kiện này. Thì đây là bảng phân phối xác suất nha. Đây là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X. Đây là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X. Và mình muốn tính cái kỳ vọng của nó thì mình lấy là 0 nhân cho 0,2 là bằng 0 rồi, đúng không? Rồi 1 nhân cho 0,3 là 0,3. Rồi 2 nhân cho 0,2 là bằng nhiêu? 0,4. Rồi 3 nhân cho 0,2, 3 nhân 0,2 là bao nhiêu? 0,6. Và cộng lại nó ra 1,3. Vậy thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này 0,3. À, thì em tưởng tượng là khi mà mình tiến hành phép thử đó, thì biến ngẫu nhiên này có khi là nó nhận giá trị bằng 0, có khi nó nhận giá trị bằng 1, có khi nó nhận giá trị bằng 2, có khi nó nhận giá trị bằng 3. Nhưng mà bình quân tất cả những cái giá trị mà nó nhận được là 1,3. À, thì mình hiểu đây là kỳ vọng của nó. Thì nó có một cái ví dụ về về kỳ kỳ vọng như như thế này. Hôm qua thầy giảng cho cái lớp xác suất thống kê kinh tế. Nó có một cái bài này để thầy lấy ra. Đây em xem ví dụ này, đấy là một công ty bảo hiểm bán thẻ bảo hiểm với giá là 100.000 đồng một người trên năm. À, nếu người tham gia bảo hiểm gặp rủi ro trong năm đó thì nhận số tiền bồi thường là 1.000.000 đồng. À, thì theo thống kê biết rằng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm mà bị rủi ro trong một cái năm là 0,05, à, tức là xác suất để nhận được tiền bồi thường là 0,05, à, xác suất nhận bồi thường. Đấy. Và yêu cầu nó kêu tính tiền lãi trung bình khi bán mỗi thẻ bảo hiểm, à, và biết và nếu như mà bán bảo hiểm cho 10.000 khách hàng thì số tiền lãi sẽ thu về được bao nhiêu. Đấy. Thì bây giờ ở đây mình sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số tiền mà công ty bảo hiểm có được khi bán đúng một thẻ bảo hiểm, đúng không? Thì khi bán một thẻ bảo hiểm cho một người trong một năm đó. À, bán một thẻ bảo hiểm cho một người trong một năm thì cái số tiền thu được là 100.000 đồng. Nhưng mà nó có rủi ro là nếu mà có rủi ro thì công ty bảo hiểm nó sẽ bị lỗ 900.000 đồng. Tại sao? Đấy, tại vì cái số tiền nó thu được có 100.000 đồng mà bây giờ nó bồi thường tới 1 triệu lận, đúng không? Bồi thường 1 triệu có nghĩa là nó bị lỗ đi hết 900.000, đúng không? Vậy thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là nó gồm hai giá trị là âm 900.000 và 100.000. Đấy. Và mình có cái bảng phân phối xác suất là như thế này, em bảng phân phối xác suất thế này, thì khi nào nó bị mới mới bị âm 900.000 này, khi cái người mua bảo hiểm gặp rủi ro mà xác suất gặp rủi ro là bằng 0,05, như vậy thì xác suất không gặp rủi ro là 0,95, đúng không? Và mình sử dụng công thức tính kỳ vọng tức là tiền lời trung bình đó, thì nó sẽ bằng cái số này nhân cho xác suất tương ứng cộng lại thì nó ra được 50.000. Như vậy thì cứ bình quân á, bình quân mà bán một thẻ bảo hiểm á, thì công ty nó thu lợi được 50.000. 50.000.
50.000 đồng đúng không? Vậy thì nếu mà bán cho 10.000 khách hàng thì nó sẽ ra được con số rất là kếch xù, đúng không? Là 50 triệu đồng, 500 triệu đồng. Đấy. Đấy, thì qua một cái ví dụ về bảo hiểm như thế thì em thấy là cái kỳ vọng này nó có ý nghĩa thực tế như thế ha. Còn cái ví dụ 2.16 này là các em tự xem giùm thầy ha. Ví dụ 2.16 nè, 2.16 nè, thì xem. Thì tương tự như vậy thì đối với biến ngẫu nhiên thì lúc nãy mình nói về biến ngẫu nhiên rời rạc còn biến giá trị hữu hạn thì mình định nghĩa kỳ vọng của nó rồi đúng không? Định nghĩa kỳ vọng nó tức là mình sẽ lấy cái giá trị của nó nhân cho xác suất mình cộng lại. Nhưng mà bây giờ đó nếu như là ít là biến ngẫu nhiên mà rời rạc nhưng mà miền giá trị nó là vô hạn, miền giá trị nó là vô hạn như thế này các em, vô hạn như thế này không? Thì như vậy thì muốn định nghĩa kỳ vọng của nó thì nó hơi khó, tại vì nó phải thông qua cái chuỗi, mà nếu như cái chuỗi này nó hội tụ thì nó mới đảm bảo nó có kỳ vọng không? Thì cái kỳ vọng nó sẽ tính bằng công thức này, tức là nó cũng là cái chuỗi luôn nhưng mà nó không có trị tuyệt đối không. Thì khi mà em học toán C đó thì em nhớ cho thầy đó là cái lý thuyết chuỗi đó, thì khi nào có chuỗi hội tụ không, cái chuỗi mà giá trị tuyệt đối nó hội tụ thì mình gọi nó là hội tụ tuyệt đối không. Thì nếu mà cái chuỗi hội tụ tuyệt đối thì cái chuỗi tương ứng của nó cũng hội tụ không, hội tụ có nghĩa là nó ra một cái số, nó ra một cái số nào đó, cái số cụ thể nào đó không, hữu hạn. Thì như vậy thì cái số đó nó gọi là kỳ vọng không. Thì một cái ví dụ rất hay về cái biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị vô hạn như thế này là ví dụ 2.17, tức là một kho hàng có nhiều sản phẩm giống nhau và trong đó có 30% là sản phẩm loại A phải không. Bây giờ người ta mới lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm cho đến khi gặp sản phẩm loại A thì dừng. Em chờ thầy tí. Bây giờ thầy nhắc lại cái ví dụ nè. Một cái kho hàng này có nhiều sản phẩm giống nhau phải không? Người ta lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm kiểm tra cho đến khi gặp sản phẩm loại A thì dừng. Có rất nhiều sản phẩm nghe không? Đấy. Vậy thì gọi với X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm đã kiểm tra, bây giờ tìm lực phân phối xác suất và tính kỳ vọng của X. Không? Thì em tưởng tượng là bây giờ em lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Em lấy ngẫu nhiên một sản phẩm, nếu mà em gặp cái phế phẩm á thì em dừng. Thì có nghĩa là số sản phẩm kiểm tra của em á, số sản phẩm đã kiểm tra này là bằng 1. Đúng chưa? Đó, số sản phẩm đã kiểm tra là bằng 1. Còn nếu như lần đầu em lần lần đầu mà em lấy ra em gặp nó không phải phế phẩm. Cái lần thứ hai em mới thấy được cái phế phẩm. Phải không? Thì lúc này là cái số sản phẩm kiểm tra của em là 2. Phải không? Và em lưu ý cho thầy ở đây là miền giá trị của nó là gì, miền giá trị của nó bằng là 1 2 3 4 dần dần đến vô cùng luôn. Đấy. Thì để tính xác suất thì em sẽ đặt tên thế này, đặt A là sản phẩm kiểm tra lần thứ y là sản phẩm loại A, à, sản phẩm loại A hay là phế phẩm gì đó thì sản phẩm loại A. Thì lúc này đó thì ít bằng 1 có nghĩa là ngay từ đầu em gặp sản phẩm loại A luôn thì xác suất nó bằng 0,3. Rồi ít bằng 2 có nghĩa là lần đầu em không gặp loại A. Em không gặp loại A và lần 2 mới gặp loại A, phải không? Và hai biến cố này nó độc lập cho nên là chỗ này mình sẽ được 0,7 nhân 0,3. Thay vì mình tính ra kết quả mình ghi gì luôn, đặng lát mình quy nạp công thức nữa, thấy không? Rồi ít bằng 3 thì có nghĩa là hai lần đầu là không gặp loại A và lần thứ ba mới gặp loại A. Mà không lập loại A thì xác suất nó bằng 0,7, không 0,7 nhân 0,7 rồi nhân cho 0,3 thế này. Đấy. Thì 0,7 bình phương nhân 0,3. Và tương tự như vậy thì nếu mình tổng quát lên tới x bằng k thì nó sẽ là 0,7 mũ k trừ 1 rồi nhân 0,3. Vậy thì công thức xác suất của nó như thế này. Đấy. Và mình muốn tính kỳ vọng thì mình sẽ tính cái chuỗi này, cái chuỗi này để tính ra được bao nhiêu thì em sẽ coi cái cách tính như thế này.
cách tính như này, và cuối cùng thì nó ra là 10 phần 3. Vậy thì trung bình nó là 10 phần 3, tức là trung bình là em phải kiểm tra khoảng 3,3 sản phẩm thì em sẽ gặp được cái sản phẩm loại A. Cái trung bình nó thế thôi, thấy không? Tức là mình sẽ tiến hành nhiều lần á, thì trung bình mỗi lần mình sẽ gặp 3,3 sản phẩm thì mình sẽ gặp được cái sản phẩm loại A. Đấy, là như thế. Thì đó là cái định nghĩa về cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc mà nó có miền giá trị vô hạn, đếm được. Còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì nó có định nghĩa kỳ vọng thông qua tích phân này, thấy không? Nếu như là nó có hàm mật độ fx và cái tích phân của trị tuyệt đối của fx dx nó bé hơn vô cùng, tức là nó hội tụ, tích phân này nó hội tụ, tích phân suy rộng mình học ở chương trình toán C rồi. Tích phân hội tụ nó suy rộng thì cái này gọi là hội tụ tuyệt đối nè. Thì tích phân này nó hội tụ. Mà nếu tích phân này hội tụ thì chỗ công thức 2.22 này đó, thì mình gọi biến ngẫu nhiên x là nó có kỳ vọng, và kỳ vọng nó sẽ tính bằng công thức này, tính bằng công thức này luôn. Đấy, như vậy thì định nghĩa kỳ vọng là nó sẽ thông qua ba trường hợp là biến ngẫu nhiên rời rạc hữu hạn, biến ngẫu nhiên rời rạc miền giá trị vô hạn, và biến ngẫu nhiên liên tục, không? Thì chỗ này nó định nghĩa biến ngẫu nhiên liên tục, rồi các em tham khảo thêm nhiều này. Thì mặc dù định nghĩa theo cái cách nào đó thì cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên á, nó vẫn có các cái tính chất như sau. Tính chất thứ nhất là nếu như biến ngẫu nhiên nó chỉ nhận một cái giá trị thôi, tức là nó là hằng số luôn đó, thì kỳ vọng của nó bằng chính nó, thấy không? Đấy. Còn nếu A là biến ngẫu nhiên và X là biến ngẫu nhiên và AB là các hằng số, thì kỳ vọng của AX cộng B nó bằng A nhân kỳ vọng của X tất cả cộng cho B. Đấy, thì ở đây là kỳ vọng của AX cộng B. Cái tính chất này là nó quan trọng, là các em phải ghi nhớ nè. Nữa mình sẽ làm mấy bài tập liên quan nữa đây. Rồi tính chất thứ ba là hai biến ngẫu nhiên xy thì khó là kỳ vọng của tổng bằng tổng kỳ vọng. Còn nếu mà hai biến ngẫu nhiên mà độc lập thì kỳ vọng của tích nó bằng tích kỳ vọng nữa các em. Cái chỗ này là nó phải có điều kiện là hai biến độc lập thì nó mới có cái điều kiện này, mới có tính chất này. Còn nếu mà mình muốn tính kỳ vọng của một cái biến ngẫu nhiên z bằng phi x như thế này, z bằng phi x như thế này đó, thì em phải sử dụng, em lập một cái bảng mới, không đó. Thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc đó, thì mình tính sao? Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc miền giá trị vô hạn thì tính theo thông qua cái chuỗi này, và nếu mà biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì mình tính thông qua cái tích phân như thế này, không? Đấy. Cái lưu ý này em đọc giùm thầy ha, đọc giùm thầy. Bây giờ mình sẽ sang cái khái niệm tiếp theo, cái lưu ý và cái ví dụ nè, em đọc giùm thầy. Bây giờ mình sẽ sang cái khái niệm tiếp theo là phương sai ha. Thì phương sai của biến ngẫu nhiên là gì? Phương sai của một biến ngẫu nhiên là gì? Thì thứ nhất là em nghiên cứu cho thầy cái định nghĩa 2.11, nghĩa 2.11. Nghĩa 2.11 tức là nếu mà mình có một cái biến ngẫu nhiên x mà nó có kỳ vọng là mình ký hiệu là ex rồi, thì khi đó cái biến ngẫu nhiên mới là nó có dạng là x trừ ex bình phương, thấy không? X trừ ex bình phương này nó có kỳ vọng, có kỳ vọng à, cái này là biến mới nè, cái biến này nó có kỳ vọng, và kỳ vọng nó mình sẽ ký hiệu là dx. Thì cái kỳ vọng của cái biến này đó mình gọi là phương sai của biến ngẫu nhiên x này, gọi là phương sai của biến ngẫu nhiên x này. À, thì cái chữ phương sai này, cái chữ phương này đó là bình phương, bình phương. Còn sai này đó là độ sai lệch. Như vậy thì cái từ phương sai này đó, thì em dẫn nghĩa nó ra đó, thì nó chính là bình quân của bình phương độ sai lệch của x so với giá trị trung bình của nó. Ở đây là x nè, còn ở đây là giá trị trung bình của nó nè, đúng không? Em lấy x trừ giá trị trung bình của nó, bây giờ em đi là em đem đi là lấy cái bình quân, tức là lấy cái kỳ vọng của nó, đúng không? Thì em sẽ được cái này được gọi là bình quân của bình phương độ sai lệch của x so với giá trị trung bình của nó,
Đấy, thì đó chính là phương xa. Thì tùy theo ít là biến ngẫu nhiên rời rạc hoặc là liên tục thì mình sẽ có cái định nghĩa, mình sẽ có cách tính cái phương xa, đều dựa vào công thức này đúng không? Dựa công thức này. Đấy. Thì nếu mà nó là hữu hạn thì mình lấy x y trừ cho e x tất cả bình phương và nhân bi rồi lấy tổng lại. Còn nếu mà nó là vô hạn đếm được thì mình sẽ lấy là x y trừ cho e x cũng bình phương luôn, rồi nhân cho bi y rồi sau đó lấy tổng y chạy từ 1 đến vô cùng. Còn nếu nó là liên tục thì mình sẽ lấy x trừ cho e x, lúc này e x là một số rồi. Đó. Mình lấy x trừ cho e x bình phương lên rồi nhân cho hàm mật độ rồi lấy tích phân của nguyên cái này. Thì nó sẽ ra được cái phương xa. Tuy nhiên thì từ tính chất kỳ vọng á, mình có thể triển khai cái thằng này ra. Triển khai thằng này ra là x bình phương trừ 2x nhân e x rồi cộng cho e x bình phương đúng không? Rồi cái đầu tính chất kỳ vọng mình tác động cái chữ e này vô thì nó ra là e x bình phương nè. Còn cái chỗ này là e x 2 e x này nó là hằng số, cái này là hằng số rồi nè. Mình đem ra ngoài đúng không? Đó. Rồi e mà tác động lên x thì thêm e x nữa thì nó ra là 2 trừ 2 lần. Chỗ này nếu mình tác động chữ e vô thì nó ra là trừ 2 lần e x bình phương. Đó. Còn e còn chỗ này là hằng số rồi mình tác động chữ e vô thì nó cũng ra e x bình phương thôi. E x bình phương thôi. Đấy. Thì em thấy là chỗ này là trừ 2 e x bình phương rồi cộng cho e x bình phương thì nó còn trừ e x bình phương. Đấy. Tóm lại là cái phương sai này đó nó sẽ tính theo công thức 2.30 này, tức là muốn tính phương sai của biến ngẫu nhiên x thì em sẽ lấy kỳ vọng của x bình phương trừ đi bình phương của kỳ vọng. Đúng không? Tức là lấy là kỳ vọng của bình phương. Kỳ vọng của bình phương trừ đi cho bình phương trừ đi bình phương kỳ vọng. Không? Thì cái công thức là tính phương xa. Thì nó cũng triển khai ra tùy theo là biến x là biến ngẫu nhiên rời rạc hay là liên tục thì mình sẽ có công thức tương ứng theo cái công thức theo cái tính chất của kỳ vọng này. Đấy. Bây giờ mình đảo là cái ví dụ 2.16 ha và ví dụ 2.17 để mình tìm cái phương sai. 2.16, 2.17 hay 2.16 làm đâu? Nghiên cứu 2.16 rồi. Ví dụ 2.16 ha. Rồi một bạn đọc cho thầy lại cái ví dụ 2.16 này đi. Rồi bây giờ thầy giảng hơi nhiều rồi, giờ tới em đọc. Nguyễn Huy Hoàng. Có mặt không em? Em đọc cho thầy ví dụ 2.16. Một hộp có 12 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại A và 5 sản phẩm loại B. Từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm, gửi x là biến ngẫu nhiên sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất tính kỳ vọng của x. Bây giờ mình thêm một ý nữa là tính kỳ vọng và phương sai của x luôn. Tính kỳ vọng và phương sai của x luôn. Và phương sai của x luôn. Bây giờ mình thêm cái ví dụ này vô. Cái gì chỗ này là hộp lấy ra chứ không phải lấy ra nghe, lấy ra sửa làm này. Một hộp có 12 sản phẩm mà trong đó có 7 sản phẩm loại A và 5 sản phẩm loại B nè. Bây giờ từ hộp đó mình lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm và gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra. Thì lập bảng phân phối xác suất tính kỳ vọng và phương sai của x. Đây là tới 3 ý, mình thêm một ý này nữa. Thì mình mới học phương sai mà, đúng không? Đấy. Thì bây giờ đó thì bây giờ mình cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên x đó là 0, 1, 2, 3 đúng không? Mình lấy ra 3 sản phẩm thì có khả năng là 3 sản phẩm này không có cái nào loại A hết. Có khả năng 1 loại A, rồi có khả năng 2 loại A, có khả năng 3 loại A. Có 3 khả năng. Và mình sẽ tính xác suất x bằng k theo công thức này. Tại vì sao? Bây giờ x bằng k có nghĩa là có k sản phẩm loại A. Có k sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm đấy kìa. Mà k sản phẩm loại A này bây giờ trong cái hộp của mình đó là nó có 7A 5B. Thấy không? Bây giờ mình lấy ra 3
lý do 3 này bây giờ mình càng tính là nó có KA và còn lại là gì, 3 trừ K, 3 trừ KB đúng không? Đấy thì bây giờ đó là cái này ít bằng K, có nghĩa là ba sản phẩm đấy ra mình có là KA, K loại A mình thấy trong số 7 loại A này nên là mình sẽ có là CK7 đúng không? CK7, CK7 tức là số tổ hợp chập mấy? Số tổ hợp chập số tổ hợp chập, cái này gọi là số tổ hợp chập K của 7 ha. Rồi tương tự vậy thì mình còn lại là 3 trừ K loại B phải không? Mình lấy trong số 5 loại B này, nó chính là C3 trừ K của 5. Đó. Và mình chia cho tổng số cách lấy 3 trong 12 này, chỗ này nó có 12 phải không? Đấy, nó có 12. Như là 12. 12 sản phẩm. Mình lấy 3 sản phẩm cho 12 sản phẩm thì có C3 12 cách lấy. Cho nên là chỗ này các em hiểu chưa? Hiểu chưa tại sao xác suất ít bằng K là như thế? Thì bây giờ mình sẽ cho cái K nó chạy từ 0 đến 3 thì mình lập được cái bảng phân phối nha các em. Lập được cái bảng phân phối là mình được cái ý thứ nhất nào. Thì mà bây giờ em nhập công thức vô nè, công thức vô thì 7CK không thì K thì đây mình bấm CX đi, 7CX rồi mới nhân cho 5 5C C của 3 trừ X. Thì các em lưu ý là 3 trừ X này em phải để trong dấu ngoặc nha, để nó hiểu nhầm là 5C3, như là 5C3. Rồi tất cả mình sẽ chia cho 12C3 C3 rồi sau đó mình mới call nè. Call giá trị đầu tiên là X 0 không? X 0 thì nó ra là 1 phần 22 đúng chưa ha, 1 phần 22. Rồi tiếp theo là mình sẽ call giá trị 1, call x 1, call x 1 1 thì ra 7 phần 22. Bây giờ mình call tiếp là giá trị x bằng 2, giá trị là 21 phần 44 và con cuối cùng là x bằng 3 thì nó bằng 7 phần 44. Đấy, thì mình sẽ lập được cái bảng phân phối xác suất này các em. Thì sau khi mà có bảng phân phối xác suất này là mình sẽ tính kỳ vọng của x, tính kỳ vọng của x tức là mình sẽ lấy 0 nè, 0 là nhân cho 1 phần 22 rồi 1 cộng bằng 1 phần 7 phần 22 rồi 2 nhân cho 21 phần 44 rồi 3 nhân cho 7 phần 44 và mình sẽ cộng lại. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái phương sai ha, tính phương sai. Tính phương sai. Phương sai thì cái công thức của mình là dx nó sẽ bằng ex bình phương. Tức là kỳ vọng của x bình phương và trừ cho bình phương của kỳ vọng phải không? Bình phương kỳ vọng là mình tính được 7 phần 4 ở đây rồi nè, 7 phần 4 ở đây là mình thế vô đây. Được 7 phần 4 bình phương ha. Bây giờ mình sẽ tính kỳ vọng của x bình phương ha. Kỳ vọng của cái nào á, thì mình lấy cái đó bình lên. Kỳ vọng của x bình phương thì bây giờ ở đây là không bình phương nè. Kỳ vọng của x bình phương ha, là không bình phương nhân cho 1 phần 22 rồi cộng cho cái gì? Chỗ này là 7 1 bình phương. 1 bình phương nhân cho 7 phần 22 rồi cộng cho 2 bình phương nhân cho 21 phần 44 rồi cộng cho 3 bình phương, 3 bình phương nhân cho 7 phần 44. Thấy chưa? Đấy. Rồi bây giờ cuối cùng là mình trừ cho EX bình phương, tức là EX của mình ra 7 phần 4 trên đây nè, 7 phần 4. Rồi bình phương lên. Bây giờ mình lấy máy tính bấm ra nha. Bấm kết quả ra. Thì cái chỗ này nó là không rồi nè em, không rồi nè phải không? Mình khỏi tính nè. Rồi chỗ này nó là 1. 7 phần 22 đúng không? 7 phần 22. Rồi cộng tiếp cho chỗ này là 4 không, 2 bình phương là 4, vậy là 4 nhân cho nhiêu? 21 phần 44, 21 phần 44. Rồi mới tiếp tục cộng cho gì, chỗ này là 3, 3 bình phương là 9, 9 nhân cho nhiêu? 7 phần 44, 7 phần 44. Rồi sau đó cái kết quả này mới trừ cho 7 phần 4 bình phương.
7 bình phương là 7 bình phương là 49 nè. 49 phần 16. Thì lúc này kết quả nó sẽ bằng nhiêu? 105 phần 176. Kết quả của nó bằng 105 phần 176. Đúng rồi, 105 phần 176. Rồi có thể là mình sẽ tính theo cái số dạng số thập phân á, cái thập phân mình làm tròn luôn. Mình tròn luôn là nó là bằng 0,5966. Đấy. Thì ở đây là mình tính cái kỳ vọng phương sai của một cái ngẫu nhiên luôn đó. Thì mình lấy cái ví dụ 2.16 này để minh họa cho các em ha. Cái này là phương sai, đọc là phương sai đúng không? Thì bây giờ đó là mấy cái ví dụ còn lại là các em theo sao tham khảo giùm thầy, và mình sẽ nghiên cứu thêm cái tính chất của phương sai luôn em, tính chất của phương sai. Thì các em đọc lưu ý giùm thầy ha, là tính chất của phương sai thì nếu như là x đó là hằng số thì phương sai của nó là bằng không, còn phương sai của ax cộng b, cái tính chất này thì các em phải ghi nhớ cho thầy nha. Thì AB là hằng số thì phương sai của AX cộng B nó bằng A bình phương nhân phương sai của X. Nó không còn dính dáng tới B nữa. Không dính dáng tới B nữa. Còn nếu mà XY là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì phương sai của X của tổng bằng tổng phương sai. Ở đây mình không có nói phương sai của tích ha. Đấy, này của tích thì tính sao? Thì cái ví dụ 1.22 này các em tự đọc cho thầy ha. Ví dụ 1.22 này tự đọc cho thầy. Tức là ở đây tính kỳ vọng và phương sai của x là lúc nãy thầy có tính mẫu cho một bài rồi nè. Đó. Còn bây giờ tính kỳ vọng và phương sai của z bằng 3x cộng 5. Thì z bằng 3x cộng 5 thì ez nó bằng 3 lần ex cộng cho 5 thôi. Còn phương sai của z thì mình áp dụng cái tính chất này nè em. Phương sai của z. Đúng không? Phương sai của z thì mình có z nó bằng z nó bằng là 3x cộng 5. Thì phương sai của z tức là phương sai của 3x cộng 5 đúng không? Thì nó sẽ bằng là 3 bình phương nhân phương sai của x. 3 bình phương của x. Còn đối với cái căn bậc 2 thì mình không áp dụng được nghe. Căn bậc 2 không áp dụng được. Mà mình muốn tính cái kỳ vọng của cái thằng này của t, mà t t thì nó bằng căn ba căn x đúng không, t bằng ba căn x, ba căn x. Như vậy thì mình muốn tính kỳ vọng của nó thì mình cứ lấy là cái giá trị của ba căn x mình nhân cho xác suất, đúng không, mình nhân cho xác suất. Ví dụ như là ở đây là ba căn không là không nhân 0,1 không, rồi là ba nhân cho căn một rồi nhân cho 0,3. Thấy không? Đấy, em muốn tính cái kỳ vọng của ba căn x thì nó sẽ bằng là cái gì? 3 nhân căn 0 nhân 0,1 rồi cộng 3 nhân căn 1 nhân 0,3 rồi cộng 3 nhân căn 2 nhân 0,4 rồi cộng 3 nhân cho căn 3 nhân 0,2. Đấy, thì mình sẽ tính được là cái kỳ vọng của ba căn x. Còn cái phương sai thì mình cũng tính tương tự không? Phương sai thì nó bằng là kỳ vọng của bình phương của t nè, phương sai của t thì kỳ vọng của t bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng của t. Đấy, thấy không? Thì tiếp theo là thầy nói về cái tham số tiếp theo đó là độ lệch chuẩn nha. Thì độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x nó chính là căn bậc 2 của phương sai thôi. Và độ lệch chuẩn của x thì nó sẽ ký hiệu là sigma x, thấy không, sigma x. Và từ tính chất của phương sai đó là mình sẽ suy ra được đó là tính chất của cái độ lệch chuẩn, thấy không. Thì độ lệch chuẩn của ax cộng b nè, em lưu ý là độ lệch chuẩn của ax cộng b thì nó bằng trị biên tối a nhân độ lệch chuẩn của x, thấy không. Và cái tính chất này em cũng ghi nhớ cho thầy, tính chất này ghi nhớ cho thầy giống như tính chất thầy tô màu vàng như này đó. Thì cái độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x thì ở đây đó thì em xem thêm cái định lý 4 22.7 cho thầy. Định lý 2.7 tức là gì? Nếu mà x mà nó có kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình
thì cái biến ngẫu nhiên x sao này nó gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x, nó có kỳ vọng bằng không và phương xa bằng một, không? Vậy thì khi sau này thầy hỏi em là thế nào là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x thì em phải trả lời ha. À, tức là nếu một biến ngẫu nhiên mà nó có kỳ vọng là mi và phương xa là sigma bình thì là cái biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của nó là mình lấy cái x trừ cho mi chia sigma, đúng không? Thì thầy nhắc lại, nhắc thêm là gì? Nhắc thêm là cái kỳ vọng của x đó, nó có ký hiệu như thế này nè. Kỳ vọng của x. Kỳ vọng của x là nó ký hiệu là ex, đúng không? Ex có thể mình dùng dấu ngoặc hoặc là có thể không dùng dấu ngoặc cũng được. Và nó còn ký hiệu là gì? À, mi x hoặc là ký hiệu là mi. Cái chữ này đọc là mu mi, phải không? Cái này là ký hiệu Hy Lạp mà đọc là mi, mi. Mình đọc nó còn ký hiệu là mx nữa em. Cái có nhiều giáo trình thì thấy nó ký hiệu là mx nữa. Như thế này, mx hoặc là mi x hoặc mi thì cái kỳ vọng của x, phải không? Còn cái phương sai đó, phương sai của x đó, thì nó có trong trong tài liệu của mình là ký hiệu là dx nha các em. Dx có tài liệu khác thì nó ký hiệu là va va x hoặc là sigma bình phương x hoặc là sigma bình phương. Đấy không? Tức là nó có nhiều ký hiệu. Phương sai nó có nhiều ký hiệu như thế này. Và trong giáo trình này, trong tài liệu của thầy đó, thì chủ yếu là ký hiệu là dx và gì? Sigma bình phương x. Đấy không? Hoặc là sigma bình, chủ yếu là sigma bình. Tại vì cái nếu mà mình nói về biến ngẫu nhiên đó thì mình khỏi ghi chữ x kế dưới, đấy không? Đấy. Thì như vậy thì ở đây đó thì tôi nhắc lại là gì? À, cái kỳ vọng của x là nó còn ký hiệu bằng nhiều cái chữ cái khác nữa ha. Nhiều nhiều cái cách khác nữa. Thì ở đây cái định lý 2.7 đưa lên cái khái niệm mà biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x, thì cái này các em đọc thêm như này. À, còn cái mục 2.6 là các cái số đặc trưng khác của biến ngẫu nhiên, mình có là cái moment gốc bậc k, không? Moment gốc bậc k nó chính là kỳ vọng của x mũ k. Còn cái moment trung tâm bậc k hay còn gọi là moment quy tâm bậc k đó, thì nó ký hiệu là mi k thì nó chính là cái kỳ vọng của x trừ ex tất cả mũ k. Đấy. Ngoài ra thì cái định lý này thì nó các em tham khảo thêm, phải không? Còn ngoài ra thì nó còn định nghĩa cái mod của biến ngẫu nhiên em. Mod của biến ngẫu nhiên là nếu như biến ngẫu nhiên mà nó liên tục, nó có hàm mật độ, thì mod của x nó chính là cái giá trị mà tại đó hàm mật độ nó đạt giá trị lớn nhất, mình gọi là mod. Còn trong trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì mình sẽ nhìn lên cái bảng phân phối, mình coi cái chỗ nào nó có xác suất cao nhất thì cái đó là mod. Ví dụ như chỗ này nè, em nhìn lên cái bảng này đúng không, em nhìn lên cái bảng này em thấy là nó có ba bốn giá trị 0, 1, 2, 3 mà chỉ có tại chỗ điểm 2 này đó, chỗ cái số 2 này nè là cái xác suất nó cao nhất thôi, đúng không? Thì từ cái bảng này đó mình sẽ suy ra được là cái gì? Mod của x là bằng 2, tại vì chỗ này là xác suất nó cao nhất nè, xác suất nó cao nhất, đúng không? À, như vậy thì cái mod của biến ngẫu nhiên á là em sẽ nhìn lên cái bảng, em xem coi cái chỗ nào là cái xác suất cao nhất thì em tìm được cái mod. Còn cái trung vị là gì? Trung vị là cái số mà nó chia cái biến ngẫu nhiên làm hai phần, mà mỗi phần nó có 1/2 cái có cái xác suất bằng 1/2, đúng không? Có xác suất bằng 1/2 đó. Đấy, thì cái điểm cái này của mình gọi là XME, đúng không? Còn cái hệ số bắc đối xứng và hệ hệ số nhọn thì cái chỗ này các em tham khảo thêm, ở trong thống kê mình sẽ gặp lại. Đó, thì buổi học hôm nay của thầy đó là thầy giới thiệu cho em ba mục, thầy nhắc lại ha, giới thiệu cho em ba mục đó là gì? Về biến ngẫu nhiên, không? Biến ngẫu nhiên rồi cái phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, không? Tức là hàm phân phối rồi hàm mật độ này kia đó. Rồi mục thứ ba là các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên ha. Đấy, thì cái số đặc trưng này nó có nhiều số lắm, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ nghiên cứu ba số, đó là kỳ vọng, rồi phương sai, độ lệch chuẩn.
chủ yếu là ba số này. Ngoài ra thì có những cái bài là nó ghi thêm cái mod nữa đấy, thì em lưu ý như thế. Thì nội dung buổi học hôm nay của mình là ba cái phần đó, thì các em về em xem kỹ lên này ha. Rồi cái phần vector ngẫu nhiên này nữa thì sẽ nói sơ lược, và các em đọc thêm gì này. Nội dung chương 2. Nó còn là hai phần nữa, nhưng mà những cái phần này mình tham khảo thêm. Thì bài giảng của thầy vào cái buổi hôm nay đến đây xin tạm dừng ha.